Võ thần chúa tể, tập 2381 đến tập 2390 tương ứng với chương 4741 đến chương 4760, hắc ám huyết lôi. Ồ nào! Tân trần mắt nhìn ý lão. Hưu! Nhất đạo hắc ám kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trong thiên địa, hướng ý lão chém xuống tới. Không được! Ý lão gào thét một tiếng. Oanh một tiếng. Nhất đạo khí tức đáng sợ theo trong thân thể hắn đột nhiên phóng lên cao. Hắn trên hai tay. Xuất hiện nhất đạo hắc ám phù văn này nhất đạo hắc ám phù văn toát ra khí tức đáng sợ hướng trên bầu trời chợt đỡ lấy cố gắng ngăn cản tần trần này nhất đạo công kích nhưng mà ầm một tiếng tần trần thi triển ra đạo này hắc ám kiếm quang rơi xuống trong nháy mắt liền đem ý lão thi triển ra hắc ám phù văn trực tiếp chảm bạo phốc một thanh này hắc ám kiếm quang trực tiếp theo ý lão đỉnh đầu cắm vào xuyên thủng hắn bên thân cùng linh hồn ta ý lão trong ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng miểu sát giờ này khắc này hắn mới thật sâu cảm thụ được tần trần lực lượng đây miểu sát cấp lực lượng hắn ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài hối hận thần sắc trước tại khư hóa huyết trong mộ tần trần trực tiếp thôn vệ nửa bước trí tôn bản nguyên thời điểm hắn cũng đã mơ hồ cảm giác được tần trần đáng sợ cho nên trực tiếp mang theo thạch ngân đế tử chạy trốn nhưng về sau thạch ngân đế tử đưa tin lão chủ phái tới hắc ám chấp pháp đội vô số cường giả lại thêm thạch ngân đế tử phải muốn tìm tần trần phiền toái để cho hắn cho là mình nhất phương có đối kháng tần trần khả năng huống chi thạch ngân đế tử trong cơ thể còn có lão chủ lưu dưới nhất đạo bản nguyên phù văn hắn cảm thấy mặc kệ tần trần mạnh bao nhiêu đây hết thảy cũng đều đủ cho nên mới trở lại nhưng bây giờ hối hận vô tận hối hận nếu như có nữa tuyển chọn hắn tuyệt đối sẽ không tuyển chọn mang theo thạch ngân đế tử đến tìm tần trần phiền toái không những hủy diệt đế tử đại nhân còn để cho mình hồn phi vách tán đáng tiếc trên đời này hoàn toàn có hối hận dược ẩm ý lão linh hồn trực tiếp băng diệt hóa thành hư vô mà ở thạch ngân đế tử cùng ý lão ào ào chết đi thời điểm tại vô gian ma ngục một vùng tăm tối hư không chỗ có mênh mông hắc ám triều tịch hắc ám trong thủy triều lên xuống một cái đang bế quan thân ảnh đồ sộ đột nhiên thân hình dung một cái thoáng cái đứng lên hoảng sợ tiếng lớn quát ầm lên lân nhi cường giả này đúng là thạch ngân trí tôn thạch ngân đế tử phụ thân thạch ngân đế môn tại đây hắc ngọc đại lục trưởng khống giả ùng ùng kèm theo này hắc ám cường giả gào thét giữa cả thiên địa từng đạo khí tức đáng sợ sôi trào vô tận trí tôn lực đem vô gian ma ngục thiên địa đều phải yên diệt rầm 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 bốn phía từng khỏa tĩnh lặng hắc ám ngôi sao trực tiếp nổ bể ra đến hóa thành phấn vụn thạch ngân đại nhân nơi xa một tên hắc ám cường giả trong lòng run sợ thần sắc hoảng sợ đây phát sinh cái gì thạch ngân đại nhân tại sao đột nhiên sẽ theo bế quan trong thức tỉnh tức giận như thế đi tới nơi này hắc ngọc đại lục như vậy nhiều năm hắn vẫn là lần đầu tiên theo thạch ngân trí tôn trên thân cảm thụ được mãnh liệt như vậy tức giận ý là thạch ngân đế tử ra cái gì sự tình sao chẳng lẽ là hắc ám tổ địa người này là thạch ngân trí tôn tâm phúc tự nhiên biết trước thạch ngân đế tử từng đưa tin thạch ngân trí tôn sự tình không khỏi cả người run rẩy nếu như thạch ngân đế tử thật ra cái gì sự tình lần nhi ta nhất định sẽ báo thù cho người mặc kệ tiểu tử kia là ai có cái gì lai lịch vi phụ nhất định phải để cho hắn tỏa cốt dương hôi lúc này thạch ngân trí tôn cực kỳ phẫn nộ song quyền nắm thật chặt đất móng tay đều đâm vào thịt trong lòng bàn tay ầm vô tận khí thức sôi trào cả tòa hắc ám triều tịch đang kịch liệt dâng trào đến hiện tại hắn đều không thể tin được xem như hắn thạch ngân con trai của trí tôn dĩ nhiên thực sự có người dám can đảm giết con của hắn người đến thạch ngân trí tôn lạnh giọng nói có thuộc hạ một bên hắc ám tộc nhân vội vàng tiến lên truyền cho ta hiệu lệnh hôm nay lên triệu tập hắc ngọc đại lục toàn bộ thạch ngân đế môn người trở lại đế môn nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị mở chiến thạch ngân trí tôn giận dữ hét vâng đại nhân hắc ám tộc nhân run một cái triệu tập toàn bộ thạch ngân đế môn người đây xảy ra đại sự a thạch ngân đại nhân đế tử đại nhân hắn hắc ám tộc nhân đầu đầy mồ hôi trong lòng run sợ hỏi bị người giết thạch ngân trí tôn khôi phục lại bình tĩnh lạnh giọng nói hắc ám tộc nhân tuy là trong lòng sớm có suy đoán nhưng chân chính nghe đến lúc đó vẫn là cảm thấy khó có thể tin thất thanh nói cái gì điều này sao có thể tại đây hắc ngọc đại lục người nào dám động đế tử đại nhân huống chi đế tử trên người đại nhân còn có đại nhân ngài hộ thân phủ tư không thánh địa thạch ngân trí tôn lạnh giọng nói hắc ám tộc nhân cả kinh nếu như tư không thánh địa xuất thủ vậy chưa chắc không có khả năng nhưng tư không thánh địa một dạng cường giả cũng căn bản giết không được đế tử đại nhân. Dù sao đế tử trên người đại nhân có thạch ngân đại nhân hộ thân phủ, chẳng lẽ là tư không chấn lão gia hỏa kia xuất thủ sao? Dường như biết bộ hạ nghi hoặc, thạch ngân trí tôn lạnh giọng nói, nhất định là tư không chấn lão gia này âm mưu. Tiểu tử kia nhất định là tư không thánh địa an bài đến, bằng không, sao dám tại đây hắc ngọc đại lục đối với bản tọa lân nhi động thủ, tư không an vân liên tục chưa hề thôi động hộ thân phủ. Sợ là là ở chờ bản tọa chân thân hàng lâm thạch ngân trí tôn trong đôi mắt lóe lên sắc bén giống như là ở nói cho bộ hạ người cũng giống là ở khẳng định chính mình hôm nay bản tọa đang ở luyện hóa này vô gian ma ngục bổn nguyên lực lượng thời khắc mấu chốt nếu là có thể đem vô gian lực trưởng khống lĩnh ngộ một chút bản tọa liền có thể tại vốn có thực lực phía trên đột nhiên tăng mạnh nhận được đột phá đến lúc đó lại cùng tư không chấn lão nhi nhất chiến đánh bại hắn sở dĩ hắn mới tận lực thiết kế phục kích bản tọa lân nhi đây là đang bức bản tọa xuất thủ thạch ngân trí tôn ngẩng đầu ánh mắt trong nở rộ hàn mang nhìn về phía rất xa hắc ám tổ địa phương hướng trên thực tế lúc trước hắn bản nguyên hư ảnh kích hoạt thời điểm hắn là có cơ hội sử dụng bản nguyên phân thân trực tiếp hàng lâm hắc ám tổ địa nếu như trước tiên đi hắn có cực lớn xác suất có thể ở bản nguyên phân thân bị diệt trước đến hắc ám tổ địa nhưng là bởi vì ngay từ đầu tần trần bị hắn phân thân hư ảnh hắn áp đưa tới hắn cho là mình nhất đạo bản nguyên phân thân đủ để diện sát đối phương đợi đến tần trần nghịch chuyển thời điểm hắn đã qua mất đi thời cơ tốt nhất tiếp hắn chính đang ở bế quan thời khắc mấu chốt hắn ở sâu trong nội tâm cực điểm hoài nghi tần trần xuất hiện là tư không thánh địa an bài cố ý phá hoại hắn bế quan muốn xuống tay với hắn sở dĩ hắn mới nhẫn nại ở cũng không hàng lâm một đứa con trai chết tuy là tức giận nhưng mà Nhi tử dù sao cũng là nhi tử. Nếu chính hắn mạnh mẽ hàng lâm phá hoại trăm triệu năm bế quan cùng cả ngộ, đó mới là tổn thất to lớn. Ngươi lập tức đi liên hệ lâm nguyên thánh môn, tư không thánh địa phục giết ta Nhi một chuyện. Ta thạch ngân đế môn tuyệt không chịu để yên. Mời lâm nguyên thánh môn cùng đối phó tư không thánh địa bảo vệ này hắc ngọc đại lục an bình. Thạch ngân trí tôn lạnh giọng nói, không đủ nhất cũng không có thể để cho lâm nguyên thánh môn cùng tư không thánh địa liên hợp cùng nhau. Phải này hắc ám tộc nhân cung kính lên tiếng sau đó nhanh chóng xoay người rời đi một khi thạch ngân đế môn cùng tư không thánh địa khai chiến lâm nguyên thánh môn thái độ liền là sẽ vô cùng trọng yếu cùng then chốt tư không chấn ngươi hẳn một mực tại chờ đợi bản tọa hàng lâm đi hắc ám tổ địa thế nhưng ngươi đại doanh hừ bất quá bản tọa tuyệt sẽ không như ngươi mong muốn thạch ngân trí tôn nhìn về phía hắc ám tổ địa trong con ngươi nổ bắn ra tới vô tận sát ý một cái đột nhiên xuất hiện ngoại nhân can đảm dám đối với hắn thạch ngân đế môn động thủ đùa gì thế không phải tư không chấn lão già kia cố ý thiết lập hạ bẫy dập mới là lạ ầm thân hình hắn trực tiếp lèn vào đến hắc ám triều tịch trong từng đạo vô gian lực nhanh chóng xoay quanh quanh người hắn bị hắn từng tia trưởng khống chờ hắn có thể trưởng khống vô gian lực một ngày kia này hắc ngọc đại lục là triệt để trở thành hắn thiên hạ đến lúc đó hắn muốn đem tư không thánh địa toàn bộ nhổ tận gốc hắc ám tổ địa ầm Tần Trần diệt sát thạch ngân trí tôn thần niệm phân thân sau, tốt giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Vung tay lên, thân hình rơi vào này hắc ám tổ địa trên mặt đất. Thiếu gia, Tư Không tôn nữ khó có thể tin nhìn Tần Trần, sông lên, thần sắc kích động. nàng làm sao cũng không ngờ tới, Tần Trần dĩ nhiên thật kích sát thạch ngân trí tôn thần niệm phân thân. Tuy là nàng đối với Tần Trần thực lực và lai lịch có rất nhiều suy đoán, cũng biết Tần Trần thực lực tất nhiên bất phàm, nhưng là thế nào cũng không thể nào tin nổi mà ngay cả thạch ngân trí tôn thần niệm phân thân đều không thể bắt tần trần đặc biệt trước tần trần thủy chung cản ở trước mặt nàng khiến cho nội tâm của nàng vô cùng cảm động bản thiếu nói chính là nhất đạo thần niệm phân thân mà thôi không có gì có thể lưu ý tần trần khẽ cười nói đồng thời mắt nhìn nơi xa người khác các ngươi cũng là đến tìm bản thiếu phiền toái tức khắc lâm nguyên thánh môn lão giả lông mày trắng mặc lâm đám người tất cả đều cả người giật mình một cái thân hình cứng ngắc mơ hồ có run rẩy động cũng không dám động Mạc lâm vội vàng nói bằng hữu không đại nhân ngài hiểu lầm tại hạ là là lâm uyên thánh môn người cùng thạch ngân đế môn tuyệt không liên quan cũng không phải đến tìm đại nhân ngài đi qua chúng ta chỉ là đi qua đúng chúng ta đều là đi qua trung niên nam tử kia quân tả mấy người cũng đều vội vàng cung kính nói đại nhân ngài thần uy cái thế không đâu địch nổi nhất định là ta hắc ám nhất tộc cái thế thiên kiêu chúng ta nội tâm tôn sùng còn đến không kịp làm sao dám đến tìm đại nhân ngài phiền toái. Một đám người ào ào nói, thần sắc sợ hãi. Mẹ, tiểu tử này, liền thạch ngân trí tôn thần niệm phân thân cũng dám diệt. Còn đem thạch ngân đế môn hắc ám chấp pháp đội đều giết sạch. Bọn họ những người này coi như là liên thủ, sợ cũng không đủ đối phương một tay diệt. Gặp phải như vậy người điên, không. Hẳn là như vậy yêu nghiệt cường giả, cúi đầu, không mất mặt. Bọn họ hàng năm ở bên ngoài sinh tồn, tự nhiên biết thế nào mới có thể sống phải lâu lâm nguyên thánh môn tân trần nhàn nhạt nói nghe nói các người lâm nguyên thánh môn cũng là này hắc ngọc đại lục một trong ba đại thế lực thạch ngân đế môn tội ác tài trời còn muốn đến tìm bản thiếu phiền toái cùng bản thiếu không sao tất diệt các người lâm nguyên thánh môn chẳng lẽ cùng thạch ngân đế môn có quan hệ gì sẽ liên thủ nhằm vào bản thiếu chứ chuyện này lão giả lông mày trắng mặc lâm trong lòng sụp đổ lâm nguyên trí tôn đại nhân có thể hay không liên thủ với thạch ngân đế môn đây cao tầng sự tình hắn tuy là cũng là lâm nguyên thánh môn nửa bước cường giả trí tôn nhưng vị trí nhiều nhất cùng ý lão không sai biệt lắm chỗ nào quản lâm nguyên thánh môn quyết sách nhưng mà cảm thụ được tần trần ánh mắt này mặc lâm tâm trong giật mình một cái Khái khái đại nhân ngài nói dỡn lần này là thạch ngân đế môn đến tìm đại nhân ngài phiền toái tội đáng chết vạn lần tội không thể tha thứ đại nhân ngài giết bọn họ cũng là phải ta lâm nguyên thánh môn sao lại cùng như vậy tiểu nhân bị ổi đứng chung một chỗ lão giả lông mày trắng mặc lâm vội vàng cười định nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn mặc lâm. Kháo, này mặc lâm là ăn hùng tâm báo thử đảm sao? Dám nói thế với thạch ngân đế môn. Chỉ là, nhưng bọn hắn bị tần trần ánh mắt để mắt tới sau, cũng từng cái run rẩy Các ngươi chưa vị đây. Tần trần nhìn người khác, nhàn nhạt nói. Giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng như châm gai ở lưng. Từng cái đứng ngồi không yên đúng 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 thạch ngân đế môn lại dám tìm đại nhân ngài phiền toái có tội tội đáng chết vạn lần như vậy thế lực sớm thì giáo huấn một phen cái gì thạch ngân đế môn ỷ lớn hiếp nhỏ nên giáo huấn tất cả mọi người ào ào nói như gà con mổ thóc liên tục gật đầu tân trần gật đầu nhàn nhạt nói vậy thì tốt bản thiếu tin tưởng lâm nguyên thánh môn cùng chư vị chỗ thế lực cũng đều là cái giảng đạo lý dù sao ta hắc ám nhất tộc có thể ở này vũ trụ hải tung hoành chỉ dựa vào ương ngạnh là sống không lâu dài. Ta vẫn là lấy đức thu phục người đúng lấy đức thu phục người. Mọi người liên tục gật đầu mẹ ngươi lấy đức thu phục người a tất cả mọi người nhanh khóc hiện tại rất hối hận trước không có lập tức rời đi nơi này cái loại này sinh tử không khỏi bản thân trưởng không cảm giác thật không tốt nhưng hết lần này tới lần khác tần trần không phải muốn cho bọn họ đi hoàn toàn không người dám đi ngươi đây là đang làm cái gì đúng lúc này tân Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía tư không an vân chỉ thấy nàng trong tay cầm một khối hắc ám thủy tinh đang ở ghi chép cái gì thiếu ra đây ghi lại thủy tinh chúng ta giết thạch ngân đế môn nhiều người như vậy liền thạch ngân đế tử đều giết thạch ngân trí tôn tất nhiên không gì sánh được tức giận quay đầu định sẽ tìm đến ta tư không thánh địa phiền toái cái này ghi âm thủy tinh chính là chứng cứ chứng nhận đây hết thảy thật là thạch ngân đế môn trước tìm phiền toái." Tư Không An Vân nói, "Ta nơi xa, lão giả lông mày trắng mặc lâm đám người nghe nói như thế, kém chút đều muốn phun máu phun ra ngoài, từng cái sắc mặt trắng bệch. Này chẳng lẽ quá đê tiện." Lúc này mọi người sắc mặt một mảnh cho nguội. Bọn họ trước thế nhưng mắng Thạch Ngân Đế Môn rất nhiều tiếng xấu. Lời này nếu như lưu truyền ra đi, bọn họ đám người kia tại đây Hắc Ngọc Đại Lục Yên có đường sống. Thạch Ngân Chí Tôn chết nhi tử, chính đang ở tức giận trong biết bọn họ nói những lời này sau sợ không phải sẽ đem bọn họ trực tiếp mặt sát tôn nữ điện hạ cái này ghi âm thủy tinh có phải hay không lão giả lông mày trắng mặc lâm run rẩy nói đây chính là cái đại sát khí à làm không cẩn thận sẽ giết chết bọn họ chư vị yên tâm cái này ghi âm thủy tinh chỉ là ghi lại thạch ngân đế môn tội ác hành vi không có ảnh hưởng đến đến chư vị tư không an vân mỉm cười nói thế nhưng lão giả lông mày trắng mặc lâm còn muốn nói mà tần trần cũng là nhướng mày nhìn về phía tư không an vân đối phó thạch ngân đế môn còn cần chứng cứ sao nếu như thạch ngân đế môn còn không thức thời bản tọa liền diệt hắn cả nhà từng cái nho nhỏ đế môn mà thôi bản thiếu muốn diệt còn cần chứng cứ đúng đại nhân ngài nói đúng mạc lâm vội vàng nhìn về phía tư không an vân tôn nữ điện hạ người cũng nghe đến lớn người nói bất quá lúc này tần trần rồi nói tiếp có thể để cho người khác đều biết thạch ngân đế môn tỳ tiện cũng xem là tốt ta lão giả lông mày trắng mặc lâm đám người trong nháy mắt khổ bức cuối cùng lão giả lông mày trắng mặc lâm bọn họ đều là khổ sở mặt không dám nói nữa bọn hắn cũng đều nhìn ra tư không an vân này là cố ý đưa bọn họ các đại thế lực lôi xuống nước mục đích cũng rất đơn giản chính là đe dọa bọn họ các đại thế lực khác liên thủ với thạch ngân đế môn thạch ngân đế môn ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi tiếp xuống tất nhiên sẽ đối với tư không thánh địa tiến hành phản kích đây chắc chắn mà thạch ngân đế môn cùng tư không thánh địa luôn luôn thế lực ngang nhau ai cũng không làm gì được ai ở chỗ này ai có thể lôi kéo càng nhiều thế lực dĩ nhiên là có thể chiếm càng nhiều ưu thế tuy là những người này không cách nào quyết định bọn họ chỗ thế lực chân chính quyết sách nhưng chỉ cần bọn họ có thể nói mấy câu có đôi khi cũng có thể cải biến một vài thứ lúc này tân trần đứng ở nơi này hắc ám tổ địa thiên địa bát ngát trong nhìn lên bầu trời hắn cứ như vậy im lặng lấy hắn không mở miệng người khác tự nhiên cũng không dám rời đi chỉ có thể khẩn trương dừng lại ở này không biết tần trần cuối cùng đang chờ cái gì một lát sau tần trần lắc đầu nhìn lại thạch ngân trí tôn sẽ không hàng lâm đi thôi nói xong tần trần mang theo tư không an vân trực tiếp hướng hắc ám tổ địa chỗ sâu lao đi lúc này trên sân mọi người mới biết tần trần đến tột cùng là đang chờ cái gì đúng là đang đợi thạch ngân trí tôn hàng lâm hí mọi người hai mặt nhìn nhau hít một hơi lãnh khí Xác định lấy Thạch Ngân Chí Tôn thực lực, chỉ cần nguyện ý, vô luận là tại Hắc Ngọc Đại Lục bất kỳ địa phương nào, cũng có thể tại một nén nhang bên trong hàng lâm. Nhưng bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, Tần Trần kích sát Thạch Ngân Đế tử sau không phải vậy không có trốn, mà là ở tại chỗ này cùng Thạch Ngân Chí Tôn hàng lâm. Cái người điên này. Nhưng mà, trong lòng mọi người cũng hồ nghi, người này cuối cùng có cái gì dạng khí, lại dám như thế không đem Thạch Ngân Chí Tôn để vào mắt. Thực lực, tuyệt đối không phải mặc dù tần trần chảm diệt thạch ngân trí tôn thần niệm phân thân nhưng đó cũng chỉ là nhất đạo thần niệm phân thân mà thôi lấy thạch ngân trí tôn đại nhân vô địch phong thái chỉ cần hàng lâm sợ là ép chết tiểu tử này lúc này bóp chết một con trùng thúi đồng dạng nhưng tần trần lại không nhúc nhích chút nào hắn dựa vào đến là cái gì trải qua như vậy một trường phong ba sau hắc ám tổ địa cường giả giảm rất nhiều đặc biệt thạch ngân đế môn tu sĩ càng là một cái đều nhìn không thấy trước đó Thạch Ngân Đế Môn thân là một trong ba đại thế lực. Ở chỗ này cường giả thế nhưng rất nhiều. Nhưng mà, Tần Trần cùng Tư Không An Vân một hơi giết chết Thạch Ngân Đế Môn toàn bộ đội chấp pháp cường giả. Còn giết chết ý lão cùng Thạch Ngân Đế Tử. Như vậy tin tức trong nháy mắt như như gió cuồn cuộn toàn bộ hắc ám tổ địa. Này sợ đến rất nhiều Thạch Ngân Đế Môn cường giả ào ào rời khỏi. Thạch Ngân Đế Môn võ giả càng là chốc lát không dám dừng lại. Hiện tại, lưu tại hắc ám tổ địa cường giả, có đến từ đều cái thế lực nhưng tuyệt đối không có thạch ngân đế môn bất quá rất nhiều người đối với tần trần cũng là tràn ngập hiếu kỳ thấy tần trần tiếp tục đi hắc ám tổ địa chỗ sâu không khỏi vạn phần kinh hãi hắc ám tổ địa ngoại vi bọn họ những người này còn có thể dựa vào gần nhưng mà hắc ám tổ địa chỗ sâu đó là tuyệt đối cấm địa nghe đồn đó là ngay cả ba thế lực lớn lão tổ cũng đơn giản không dám đặt chân địa phương đặc biệt tại hắc ám tổ địa chỗ sâu nhất nơi đó có kia mảnh cấm khu quanh năm có đáng sợ khư hóa lực bao phủ phong tỏa toàn bộ đó là tuyệt đối cấm địa lúc này có người ám bên trong nhìn lấy tần trần muốn xem hắn cuối cùng đi chỗ nào tần trần liên tục xâm nhập để cho mọi người cũng là càng ngày càng kinh hãi người này lại là muốn đi tổ địa cấm khu sao tất cả mọi người không khỏi ngừng thở đều không khỏi có chút khẩn trương nói lúc này hắc ám tổ địa tất cả mọi người chú ý tần trần nhất cử nhất động đều chờ đợi kết quả phát sinh đều muốn tận mắt thấy tần trần đi vào đệ nhất cấm khu bởi vì qua nhiều năm như vậy trừ ba thế lực lớn lão tổ không người tiến nhập mảnh khu vực kia toàn bộ cố gắng đi vào trong người đều chết mà ba thế lực lớn lão tổ tiến nhập sau cũng lập xuống quy củ bất kỳ người nào không được đơn giản đi vào đó là một cái tử vong cấm khu dám can đảm đi vào người sinh tử không chịu sớm vài năm thời điểm còn có người cố gắng tiến nhập trong bởi vì có người chắc định nơi đó có hắc ám nhất tộc bí mật kinh thiên cùng trí bảo thậm chí có trước kia xâm lấn vùng vũ trụ này cao cấp nhất hoàng tộc lưu lại bảo vật như vậy bảo vật đủ để cho bất kỳ một cái nào hắc ám tộc nhân điên cuồng để cho người ta bí quá hóa liều nhưng này trăm triệu năm đến khi tất cả đi vào trong người đều ngã xuống không ai sống được lấy đi ra mọi người mới từ từ buông tha đi vào nơi đây với lại kèm theo thời gian trôi qua mảnh khu vực kia cũng biến thành đặc thù ngoại nhân mặc dù là muốn đi vào cũng làm không được hiện nay tân trần đúng là muốn đi vào như vậy kia mảnh cấm khu để cho người ta làm sao không giật mình không thể nào đâu có rất nhiều người hít một hơi lãnh khí không chỉ là bởi vì mảnh nhỏ cấm địa đáng sợ mà là bởi vì gần nhất trên triệu năm đến không có thể thật có thể tiến nhập phiến kia rất nhiều cường giả chỉ là tiếp cận liền hồn phi vách tán trực tiếp yên diệt chỗ ấy trở thành một mảnh nhỏ chân chính tử vong cấm khu người này sợ chỉ là tới thử một chút mảnh khu vực kia theo năm đó ba thế lực lớn lão tổ đi vào trong xét dò liền rời khỏi sau coi như là lại kinh tài tuyệt diễm người, đều không thể đi vào. Chớ nói chi là người này, tuy là người này thực lực siêu phàm, tuổi còn trẻ, đã nửa bước đỉnh phong trí tôn cường giả. Những chỗ đấy, thế nhưng trí tôn cấm địa, không ít người đều trong bóng tối nghị luận. Trên đường liền tư không an vân, cũng đang ngăn trở Tần Trần đi vào. Nàng báo cho Tần Trần, cha nàng từng nói với nàng, mảnh cấm địa trong có trước kia xâm lấn vùng vũ trụ này rất nhiều ngã xuống lão tổ di hài những lão tổ kia mỗi cái đều là trí tôn tu vi. So với Atula trí tôn, mỗi cái đều từ mạnh không yếu. Bọn họ bỏ mạng ở chỗ ấy, trăm triệu năm đến, đáng sợ huyết phần tạo thành kinh khủng cấm chế, ngăn trở bất luận kẻ nào đi vào. Bất luận kẻ nào đi vào, cho dù hắc ám nhất tộc người đi vào, một khi có nhiễu bọn họ ngủ say, cũng sẽ gặp phải bọn họ công kích, hóa thành phấn vụn. Nhưng mà, tư không an vân nói nhưng chưa ngăn trở tần trần. Tần trần vô cùng kiên định bởi vì hắn biết nơi đó là ma hồn nguyên khí chỗ. Mà những thứ kia hắc ám tộc cường giả di hài ở lại nơi đó cũng không phải là đang ngủ say, mà là tại liên tục cố gắng phá giải uyên ma lão tổ lưu lại ma hồn nguyên khí cấm chế. Mưu toàn nhận được ma hồn nguyên khí. Một khi nhận được ma hồn nguyên khí, liền có thể trưởng khống toàn bộ ma giới. Cũng không biết qua bao lâu, tần trần cuối cùng đi tới mảnh nhỏ cấm địa bên ngoài, hắn mang theo nhất định phải đi theo hắn tư không an vân, cất bước đi vào khi tần trần bọn họ bước ra bước đầu tiên này thời điểm không biết bao nhiêu người là trái tim nhảy một cái đều không khỏi trở nên khẩn trương không có khả năng xuống một màn trong nháy mắt chấn động vô số người thấy như vậy một màn thậm chí là có người không nhịn được hoảng sợ thất thanh đất lớn kêu thành tiếng lúc này rất nhiều con mắt thấy không thể tưởng tượng nổi một màn tần trần cùng tư không an vân bước vào mảnh nhỏ cấm khu hơn nữa còn là từng bước từng bước hướng mảnh nhỏ đi vào chỗ sâu đi tới chuyện này này không thể nào đâu có người hít một hơi lãnh khí, là thất thành. Hắc ám tổ địa trong lịch sử, cũng đã rất nhiều năm không ai có thể xông vào qua trong. Hiện nay, Tần Trần cùng Tư Không An Vân dĩ nhiên từng bước đi về phía cấm địa chỗ sâu nhất. Như vậy cảnh tượng làm sao không làm người ta giật mình. Trước mắt bao người, hai người chậm rãi đi về phía cấm địa chỗ sâu. Ẩm, hắc ám trong cấm địa, thiên địa rung động, cuồn cuộn hắc ám khí tức liên tục rung động tới, giống như đại dương trùng kích tại trên người hai người. Những lực lượng này, ẩn chứa đáng sợ sát ý liên tục rót vào thân thể hai người. Phốc Tư Không An Vân sắc mặt trắng nhợt, lúc này phun ra một ngụm máu tươi mạnh như nửa bước đỉnh phong chí tôn cấp bậc nàng, dĩ nhiên không có cách nào chống lại này hắc ám chi khí xâm lấn. Không chỉ có là nàng, một bên tần trần trong cơ thể cũng mơ hồ truyền đến từng đạo đau đớn cảm giác. Lực lượng này, tần trần ánh mắt ngương lại, theo tay vung lên. Ẩm nhất đạo vô hình bình chướng tạo thành bảo vệ Tư Không An Vân khiến cho trên người nàng áp lực trong nháy mắt nhẹ một chút tư không an vân khí sắc lúc này mới hồng nhuận một ít liền cảm kích nói đa tạ thiếu gia để cho ngươi đừng theo qua đến ngươi xem ngươi tần trần khẽ lắc đầu tư không an vân vội vàng nói ta sao có thể để cho thiếu gia một mình ngươi tới mạo hiểm với lại thêm một người nhiều giúp đỡ huống chi tư không an vân khẽ cắn môi phụ thân ở chỗ này có hành cung hắn từng nói cho ta biết nếu như tại hắc ám tổ địa gặp phải nguy hiểm mặc kệ ở địa phương nào trực tiếp báo tên hắn sở dĩ ta nghĩ tân trần cười cười nói được ta không có oán trách ý ngươi đi theo ta bất quá ngươi phải theo sát nếu không ta nhưng không dám hứa chắc ngươi an toàn tư không an vân trắng bạch nắm tay tần trần tay áo khí sắc hồng nhuận nói cảm ơn thiếu gia cô gái nhỏ này không có là thích ngươi đi lúc này hỗn độn thế giới trong hồng hoang tổ long sắc mặt cổ quái nói thật đặc biệt không có thiên lý a à tiểu tử ngươi so với long gia ta tới cũng không bằng cái gì à lớn không có long gia ta soái thực lực cũng không có ta long gia mạnh làm sao nữ nhân duyên cùng long gia ta cũng một dạng tốt Liên này vũ trụ hải trong hắc ám nhất tộc cô gái nhỏ đều bị ngươi hấp dẫn ngươi đây không gì kiêng kỵ vạn tộc ăn thông a à. tần trần không nói gì truyền âm nói câm miệng lão già này khác thời điểm không có động tĩnh nói chuyện đến nữ nhân cứ như vậy hăng hái tân trần thậm chí hoài nghi này lão long trước kia có phải hay không chết ở trong tay nữ nhân lười để ý hồng hoang tổ long tân trần ngẩng đầu cảm thụ được này cổ trùng kích đỉnh cấp hắc ám chi lực tân trần nỉ non nay một cổ trùng kích ở trên người hắn hắc ám chi lực cực đáng sợ không gì sánh được ngương luyện tiếp cận trí tôn cấp bậc lúc này mới làm cho tư không an vân như vậy thiên kiều cũng đều trong nháy mắt thụ thương mà dạng một cổ hắc ám chi lực liên tục đánh thẳng tới có thể cảm thụ được càng đi trong như vậy một cổ lực đánh vào cũng chỉ càng mạnh cũng khó trách này hắc ám trong cấm địa cơ hồ không người có thể xông vào liền hắn cũng đều cảm thấy đau đớn cảm giác sợ là một dạng trí tôn xông vào đơn giản liền phải bị thương vù vù phía trước nhất đạo vô hình cấm chế bao phủ ngăn trở tần trần đi vào cấm chế này tần trần giơ tay lên lập tức cảm thụ được một cổ đáng sợ trí tôn khí tức bao phủ mà tới tư không an vân hít một hơi lãnh khí là trí tôn cấm chế nàng lộ ra giật mình. Khó trách này ức năm đến. Cơ hồ không người có thể xông vào này cấm địa trong. Bằng vào này cấp trí tôn cấm chế. Liền không phải một dạng cường giả có khả năng xông qua. Trừ trí tôn. Người nào có thể xông. Thiếu ra, này trí tôn cấm chế. Chỉ có cấp trí tôn cường giả mới có thể đột phá. Chúng ta. Tư không an vân nói không rơi xuống. Liền thấy tần trần cũng đã đưa tay trực tiếp chạm đến ở trên trí tôn cấm chế. Oanh cả cấm chế trong nháy mắt tỏa ra hào quang rất nhiều cấm chế nhanh chóng lưu chuyển hướng tần trần tụ đến dường như muốn phát động công kích mãnh liệt tư không an vân kinh hồ thiếu gia cẩn thận nàng siết chặt phụ thân lưu lại hộ thân phù nhưng mà không đợi những cấm chế này phát động công kích trước mặt rất nhiều cấm chế đột nhiên chậm rãi tỏa sáng liền thấy tần trần tay phải nhẹ nhàng gõ kích một loại đặc thù ý vị nở rộ trước mặt cấm chế lại tần trần thôi động dưới chậm rãi lộ ra một cái lỗ thủng. Tư không an vân môi đỏ mọng tức khắc mở phải tròn vo. Chuyện này, đi thôi. Tân Trần cười cười, biểu tình đạm định, vừa bước một bước vào trong. Trong khoảng thời gian này, hắn tại đây hắc ngọc đại lục nhưng cũng không phải là chỉ là đi dạo, mà là tại một chút giải khai hắc ám nhất tộc lực lượng. Không hiểu hắc ám nhất tộc, thì như thế nào có thể đánh bại hắc ám nhất tộc đây? Lúc trước hắn chưa hề đột phá trước liền có thể phá giải cấm chế, xông vào này hắc ngọc đại lục hôm nay đối với hắc ám chi lực lĩnh ngộ càng là có đột nhiên tăng mạnh còn con này trí tôn cấm chế há có thể ngăn được hắn vù vù hai người thân hình thoát một cái đột nhiên biến mất ở cấm khu ngoại vi lúc này bên ngoài từ lâu đưa tới sóng to gió lớn tiểu tử này cùng tư không tôn nữ biến mất thật đi vào cấm địa trong làm sao có thể a à, đáng sợ bao nhiêu vạn năm đều chưa từng có người tiến vào tổ địa cấm khu nghĩ không ra lại bị ta lần thứ hai thấy từng đạo kinh hãi tiếng vang lên rất nhiều người đều hoảng sợ không thể tin bản thân con mắt cấm khu bên trong tần trần mới vừa tiến vào khí sắc tức khắc nhất biến ầm một cổ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tập kích mà tới ùng ùng liền thấy trước mặt ở chân trời vô tận mây đen bao phủ từng ngọn thật lớn huyết phần cao vút tại giữa thiên địa này thoát ra kinh thiên dâng trào khí tức cùng lúc đó nay bóng tối bốn phía lực phảng phất cảm nhận đến ngoại nhân xâm lấn từng đạo hắc ám huyết quang trong khoảnh khắc hóa thành một thanh thông thiên trường thương màu đỏ ngòm hướng về phía phía dưới tần trần cùng tư không an vân hung hãn nổ bắn ra mà tới ầm phía trước hư không trực tiếp nổ tung trường thương màu đỏ ngòm trên ẩn chứa vô tận lưu quang chấn áp tần trần cùng tư không an vân thẳng tắp rơi xuống một thương này rơi xuống tư không an vân trong đầu hiện ra tới một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ phảng phất đối mặt tử thần một dạng có loại trong khoảnh khắc sẽ hôi phi yên diệt ảo giác. Thiếu gia cẩn thận. Tư không an vân kinh hô một tiếng. Cắn răng gào thét. Nửa bước đỉnh phong trí tôn lực từ trên người nàng trong nháy mắt vọt lên. Nàng trong cơ thể lực lượng ngưng tụ. Trong nháy mắt hóa thành một thanh thông thiên lợi kiếm. Hướng về phía trường thương màu đỏ ngòm chính là một kiếm chém tới. ầm Trường thương rơi xuống. Kiếm quang vỡ nát. Tư không an vân cả người trong nháy mắt bị oanh bay rớt ra ngoài. Chờ nàng thân hình lúc rơi xuống sau nàng thân thể đã bắt đầu băng diệt linh hồn chi quang cũng ảm đạm xuống một kiếm thân thể băng diệt linh hồn bị thương tư không an vân mộng ta nàng tốt xấu cũng là nửa bước đỉnh phong cấp trí tôn thiên kiêu luận thực lực chân chính thậm chí tiếp cận trí tôn lại bị một thương cho dây tần trần con người cũng là co rụt lại một thương này uy lực thật mạnh cấp trí tôn công kích tần trần ngẩng đầu liền thấy trường thương màu đỏ ngòm một thương sau lần thứ hai quán chú oanh hướng tần trần chợt nổ bắn ra mà tới tần trần ánh mắt lạnh lùng vô tận hắc ám chi lực trong nháy mắt quán trú tại tay phải hắn sau đó một quyền toác ra ầm nhất đạo đáng sợ hắc ám quyền uy cuộn cuộn đi ra ngoài quyền uy đảo qua chỗ hư không tầng tầng băng diệt cứng rắn huyết sắc trường thương ầm ầm tần trần hắc sắc quyền uy cùng huyết sắc trường thương tại trong hư không va chạm trong khoảnh khắc nhất đạo kinh thiên động địa nổ vang vang vọng song phương công kích và chạm địa phương trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo cự đại không gian vòng xoáy. Mảnh không gian này thừa nhận không được bọn họ lực lượng, trực tiếp băng diệt. Oanh két. Này huyết sắc trường thương tại tần trần dưới một kích này, trực tiếp băng diệt, mà tần trần nhất đạo quyền uy, cũng đồng dạng trực tiếp vỡ nát, hóa thành hắc ám khí tức khắp nơi kích tán. Tần trần ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Này huyết sắc trường thương uy lực so hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Gì? Thiên địa trong, đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhẹ. Thanh âm này không gì sánh được trầm thấp, già nua cổ xưa đồng thời mang theo không khí trầm lặng giống như là một cái ngủ say trăm triệu năm lão cổ hủ theo trong mộ bò ra ngoài tại lạnh lùng mở miệng có ý tứ lại có thể chống đỡ bản tổ một kích nhưng đáng tiếc tự tiện xông vào hắc ám người chết giọng nói rơi xuống trong hư không lại là nhất đạo huyết sắc trường thương ngưng tụ mà thành oanh két này nhất đạo huyết sắc trường thương mới vừa ngưng tụ thiên địa trong từng đạo huyết lôi đột nhiên xuất hiện huyết sắc lôi quang lốp bốp rơi xuống giống như một từng cái huyết sắc lôi xả tại trong hư không uốn lượn. Những này huyết sắc lôi quang ra chỉ ở huyết sắc trường thương trên, một cổ băng diệt thiên địa khí tức hủy diệt. Trong nháy mắt lan ra, hắc ám huyết lôi. Tư Không An Vân kinh hô một tiếng. Đây chỉ có trưởng khống rất cường đại hắc ám, pháp tắc cường giả mới có thể thi triển ra kinh khủng công kích. Không sai, đúng là hắc ám huyết lôi, tiểu nữ Hoa hiểu biết không sai. Ầm. Tại Tư Không An Vân kinh hô trong này nhất đạo ẩn chứa kinh khủng lôi quang huyết sắc trường thương đột nhiên thì nổ bắn ra ra huyết sắc trường thương chỗ đi qua hư không bị trong nháy mắt áp xúc thành một cái cứ điểm huyết sắc trường thương bỗng nhiên biến mất không đúng cũng không phải biến mất mà là tốc độ quá nhanh nhanh đến để cho người ta nhìn không thấy sau một khắc ầm này nhất đạo huyết sắc trường thương đột nhiên thì lần thứ hai xuất hiện mà lúc này mũi thương đã tới tần trần phía trước khoảng cách tần trần trước người chỉ có một thước mà thôi tần trần trong đồng tử chợt thoáng qua một chút tàn khốc trên người hắn hắc ám khí tức trong nháy mắt sôi trào sau đó đấm ra một quyền ầm đồng dạng một quyền này đấm ra một quyền tần trần phía trước toàn bộ hư không chi lực đều trong nháy mắt ngưng tụ tại hắn nắm đấm giống như ngưng tụ thành một cái cứ điểm sau đó cùng này huyết sắc trường thương ầm ầm ở giữa đụng vào nhau ầm ầm không cách nào hình dung tiếng nổ vang tới này nhất phương hư không trực tiếp băng diệt tất cả vật chất đều trong nháy mắt yên diệt kịch liệt trong tiếng ầm ầm một cổ đáng sợ trùng kích trong nháy mắt đánh vào trong cơ thể hắn tại trong thân thể hắn rời sông lấp biển ầm một tiếng tần trần thân hình điên cuồng lui lại tại một thương này dưới trực tiếp bị đánh bay ra hơn vạn trượng tần trần mới vừa dừng lại thân hình oanh sau lưng của hắn hư không trực tiếp vỡ nát thừa nhận không được này cổ lực đánh vào thiếu ra tư không an vân kinh hồ thần sắc khẩn trương di lại ngăn trở bất quá này còn không có kết thúc này cổ xưa thanh âm lạnh lùng nói quả nhiên hắn vừa dứt lời một tiếng ầm vang tần trần quanh thân trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ huyết sắc lôi quang huyết sắc trường thương mặc dù diệt nhưng những này hắc ám huyết lôi lại chưa từng hủy diệt với lại chẳng biết lúc nào còn đã tới tần trần quanh thân lốp bốp rất nhiều huyết sắc lôi quang trong khoảnh khắc đem tần trần bao trùm ầm cuồn cuộn huyết sắc lôi quang điên cuồng dũng mãnh vào đến tần trần trong cơ thể tân trần sắc mặt hơi đổi một chút nay một cổ huyết sắc lôi quang ẩn chứa đáng sợ hủy diệt chi lực so với trước thạch ngân trí tôn thần niệm phân thân công kích đều còn đáng sợ hơn phía trên nhiều tân trần có một loại cảm giác nếu như hắn mặc cho những nay huyết sắc lôi quang tại trong thân thể hắn tàn sát bừa bãi vô cùng có khả năng thụ thương tân trần ánh mắt ngương lại vừa mới chuẩn bị thôi động hắc ám vương huyết đột nhiên phốc những nay hắc ám huyết lôi khi tiến vào trong thân thể hắn giống như đá chìm đáy biển trong khoảnh khắc biến mất. Không đúng, không phải biến mất, mà như là bị thân thể hắn thu nhận. Tần Trần nhô ra đưa tay, lốp bốp, nhất đạo huyết sắc lôi quang trong nháy mắt tại lòng bàn tay hắn trong ngương tụ tạo thành, liên tục lóe lên. Tần Trần khí sắc tức khắc cổ quái, thân thể hắn không những thu nhận những này hắc ám huyết lôi, hơn nữa còn có khả năng đem chút hắc ám huyết lôi lại lần nữa ngưng tụ ra. Chẳng lẽ là ta lôi đỉnh huyết mạch? Tần Trần trong lòng hơi động, trừ khả năng này, Tần Trần nghĩ không ra khác khả năng, nhưng bản thân mình Lôi Đình huyết mạch lại vẫn có thể hấp thu này hắc ám nhất tộc quy tắc huyết lôi sao? Mà ở Tần Trần nghi hoặc lúc, Tài Quyết Thần Lôi, quả nhiên cường đại, này hắc ám nhất tộc lão già lại dám hắc ám huyết lôi đi đối phó người, không biết sống chết. Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên cười lạnh nói: "Tài Quyết Thần Lôi, Hồng Hoang Tổ Long, ngươi biết trong cơ thể ta Lôi Đình chi lực." Tần Trần nghi ngờ nói. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia nàng thứ nhất gặp phải hồng hoang tổ long thời điểm hồng hoang tổ long cũng từng nói qua trong cơ thể hắn lôi đình là cái gì tài quyết thần lôi khái khái không có khả năng coi như biết chỉ có thể coi là nghe qua một ít truyền thuyết này tài quyết thần lôi chính là trong vũ trụ trí cao thần lôi vạn lôi bất xâm còn nó lai lịch bản tổ thật cũng không phải là rất rõ ràng ngược lại trên người ngươi này lôi rất châu bò là được khác bản tổ cũng không biết hồng hoang tổ long vội vàng nói chẳng biết tại sao tần trần dường như cảm giác này hồng hoang tổ long giấu giếm cái gì một dạng bất quá lúc này hắn cũng không lo được thăm dò nhiều như vậy ngươi dĩ nhiên không e ngại bản tổ hắc ám huyết lôi làm sao có thể này cổ xưa thanh âm chấn động nói nay một giọng nói trong hiện ra vẻ khiếp sợ đồng thời còn mang theo khó có thể tin bản tổ hắc ám huyết lôi chính là quy tắc biến thành ngươi sao có thể ngăn được bản tổ không tin kèm theo này cổ xưa thanh âm gào thét ầm Thiên địa trong, từng đạo khí tức đáng sợ trong nháy mắt lần thứ hai quán chú oanh két một cái thật lớn hắc ám huyết lôi tại trong hư không ngưng tụ mà thành trong nháy mắt một cổ hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập ra khóa chặt lại tần trần này nhất đạo huyết sắc thần lôi còn không rơi xuống tư không an vân bị thương linh hồn liền dĩ nhiên bắt đầu rung động nàng vội vàng nói tiền bối chúng ta là tư không thánh địa người vãn bối tư không chấn chi nữ tư không an vân xin ra mắt tiền bối. Tư không an vân vội vàng đi tới tần trần trước người, cao giọng nói. Tư không thánh địa, tư không chấn. Này cổ xưa trong thanh âm, mơ hồ có từng tia nghi hoặc, lập tức vừa tự hồ nhớ tới cái gì? Là mấy cái phạm sai lầm, lưu lại chấn thủ này mảnh nhỏ lớn lục ra hỏa. Này cổ xưa trong thanh âm mang theo một tiếng lãnh đạm nói, Nể tình ngươi là tư không chấn nữ nhi phân thượng, ngươi đi ra, bản tổ không giết ngươi, bất quá tiểu tử này, bản tổ không lưu lại được quyết sắc thần lôi phát ra u u nổ vang bộc phát ra lực lượng đáng sợ tư không an vân vội vàng nói tiền bối người này cũng là ta tư không thánh địa người còn xin tiền bối không đợi tư không an vân nói hết lời đối phương dĩ nhiên đem hắn cắt đứt tư không thánh địa hừ rất lợi hại phải không cổ xưa thanh âm già nua lạnh lùng hư một cái bản tổ xem ở phụ thân ngươi phân thượng cũng đã lưu ngươi một mạng ngươi không đi còn ở đây lời thừa là cũng muốn tìm cái chết sao? Còn không mau cút đi. Còn tiểu tử này, cư nhiên có thể coi nhẹ bản tổ huyết sắc thần lôi, bản tổ há có thể thả hắn rời đi. Bản tổ ngược lại muốn nhìn một chút người này cuối cùng có cái gì đặc thù. Giọng nói rơi xuống. Một tiếng ẩm vang. Thiên địa trong. Cuồn cuộn đáng sợ hắc ám khí tức ngưng tụ. Liên tục ra chỉ ở hắc ám huyết lôi trên. Trong khoảnh khắc. Này hắc ám huyết lôi trên bộc phát ra vô tận lôi quang. Giống như hóa thành một khỏa như lôi đình ngôi sao ầm huyết sắc thần lôi rung động trong nháy mắt nổ xuống cẩn thận tư không an vân biến sắc vội vàng ngăn ở tần trần trước người cố gắng đi thay tần trần ngăn cản nhưng tần trần thân hình thoát một cái bá dĩ nhiên đi tới huyết sắc thần lôi trước đó chính là hắc ám huyết lôi mà thôi đừng lo tần trần suy cười một tiếng trong đôi mắt thoáng qua một chút tàn khốc dĩ nhiên không tránh không né hướng về phía giống như huyết nguyệt vậy nổ xuống hắc ám ngôi sao cứ như vậy chợt một trường bắt tới ầm ầm nhất đạo kinh thiên nổ vang vang vọng đất trời này nhất đạo huyết sắc thần lôi tại tần trần trong lòng bàn tay liên tục bạo tạc nổ vang rầm 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 tần trần đều trên thân người từng đạo huyết sắc lôi quang liên tục lan ra này từng đạo huyết lôi liên tục bạo tạc đem tần trần trùng kích không ngừng lùi lại chỗ đi qua hư không bị tần trần thân thể oanh bạo đi ra nhất đạo đen kịt khe rãnh mà ở bay ngược trong quá trình ngôi sao một dạng huyết sắc thần lôi liên tục tính toán đem tần trần oanh bạo đáng sợ lôi quang giống như chi chít mưa đá điên cuồng đánh vào tần trần trên thân nhưng đều giống như đá chìm đáy biển tiêu tan thành mây khói phốc sau cùng tần trần thân hình dừng lại tay phải hắn chợt bóp một cái một tia huyết sắc sau cùng lôi quang bị hắn trong nháy mắt bóp vỡ lốp bốp tần trần trên thân từng đạo huyết sắc lôi quang chạy nhưng này lôi quang lại giống như ở trên người hắn tạo thành nhất đạo áo giáp màu đỏ ngò một dạng trở thành chính hắn lực lượng hắc ám huyết lôi có chút ý tứ tần trần hít mắt nói lúc trước nhất đạo thật lớn huyết sắc lôi quang dĩ nhiên bị hắn triệt để thôn phệ hóa thành chính hắn lực lượng tiểu tử thối không có khả năng trong cấm khu nhất đạo kinh sợ gầm thét gào thét tiếng vang lên vù vù mắt thường nhìn lại liền thấy nơi xa cấm địa chỗ sâu có một tòa thật to huyết phần trong nháy mắt bộc phát ra thông thiên khí tức khí tức xông thẳng tới chân trời giống như muốn đem thiên khung trên ngôi sao đều cho nổ xuống. Vô tận khí tức trong nháy mắt ngưng tụ thành một vài cao vạn trượng nguy nga hư ảnh. Hư ảnh kia đầu có hai sừng, tại đỉnh đầu hắn bàn thành nhất đạo vương miện. Nay một đạo hư ảnh toát ra làm người sợ hãi khí tức, nhưng tần trần chân mày, nhưng là hơi nhíu lại. Tử khí. Tại đây nguy nga đổ sộ hư ảnh trên thân, hắn cảm thụ được một cổ nồng nặc tử khí. Trước mặt này một đạo hư ảnh đúng như trước A-tu-la-chí-tôn một dạng, là một cái đã chết người. Nhưng mà, nhưng lại lấy phương thức đặc thù sống sót cực quỷ dị mà tân trần ánh mắt trực tiếp quán chú tại đây cấm khu chỗ sâu trừ hư ảnh này dưới thân một tòa mộ lớn ở ngoài tại cấm khu nơi càng sâu trong lúc mơ hồ còn có một san sát mộ lớn cao vút mà ở này cấm khu tối hạch tâm địa phương là kia mảnh nguy nga cao vút hắc ám viên cầu phảng phất một ngôi sao cao vút tại khi viên cầu bốn phía có từng đạo đáng sợ cấm chế trong lúc mơ hồ thậm chí có thể thấy hai bên tại va chạm giao phong Chỗ ấy hẳn là ma hồn nguyên khí chỗ. Tần chân đôi mắt hít một cái, muốn đi vào này ma hồn nguyên khí chỗ, phải trải qua từng ngọn mộ lớn, độ khó không phải một dạng. Bất quá lúc này, Tần Trần lại không có quá nhiều tinh lực đặt ở mộ lớn trên. Bởi vì nhất đạo nguy nga hư ảnh, cao vút phía chân trời sau, trực tiếp mở ra một đôi mắt đỏ một dạng huyết đồng, oanh, huyết đồng trong có khí tức đáng sợ nở rộ. Ùng ùng, trên bầu trời, kia mảnh âm vân tạo thành, âm vân trong cuồn cuộn lôi quang thiểm diệt giống như thiên phạt giáng thế khóa chặt lại phía dưới tần trần ầm vô biên trong lôi vân nhất đạo hắc sắc lôi quang giật mâu ngưng tụ chấn áp tứ phương tiểu tử mặc dù ngươi là trong truyền thuyết hắc ám lôi thể có thể không sợ bất luận cái gì lôi đình bản tổ cũng nhất định phải đưa ngươi chấn áp nguy nga hư ảnh phát ra kinh sợ tiếng hai con ngươi màu đỏ ngòm gắt gao khóa chặt tần trần ầm lôi mâu trên khí tức kinh khủng bạo dũng mắt thấy lôi mâu sẽ hướng về phía tần trần nổ xuống đúng lúc này vù vù tư không an vân trong cơ thể nhất đạo khí tức đáng sợ bộc phát ra một tiếng ẩm vang liền thấy nhất đạo phù văn màu vàng theo tư không an vân trong thân thể trong nháy mắt phóng lên cao ngay sau đó một cổ đáng sợ trí tôn khí tức ở trong thiên địa này tạo thành trong lúc mơ hồ có thể thấy nhất đạo thân ảnh đồ sộ theo tư không an vân trên thân xuất hiện này phù văn màu vàng trong thoáng cái phóng lên cao đây một cái thân mặc áo bảo trắng trung niên nam tử đầu dựng thẳng búi tóc mi tâm trên có nhất đạo hắc ám ấn ký khuôn mặt có chút anh tuấn cũng khó trách có thể sinh ra tư không an vân như vậy một cái tuyệt mỹ nữ tử người này vừa xuất hiện một cổ đáng sợ trí tôn khí tức liền tụ đến ngăn ở tư không an vân trước người phụ thân tư không an vân vội vàng hô bước mặt nguy hiểm nàng lo lắng tần trần xảy ra sự cố vẫn là thôi động phụ thân lưu lại hộ thân phù nay một cái áo bảo trắng cường giả đúng là tư không thánh địa tại đây hắc ngọc đại lục trưởng khống giả tư không trấn thiếu ra đây là ta phụ thân có hắn tại nhất định sẽ không có việc gì tư không an vân vội vàng nói nàng cũng là quá lo lắng tần trần sở dĩ tại bước mặt nguy hiểm không thể không chịu hồi ra cha mình hừ tư không trấn vừa xuất hiện liền đối với tư không an vân hừ lạnh một tiếng sau đó lặng yên không một tiếng động nhìn tần trần một cái ầm giống như có một chuôi lợi nhận trực tiếp đâm về phía tần trần cái nhìn này không gì sánh được sắc bén thật giống như là muốn một cái xem thấu tần trần nội tâm phụ thân vị này chính là tư không an vân muốn hướng tư không trấn giới thiệu tần trần nhưng nói đến nơi đây nàng nhưng lại không biết nên như thế nào giới thiệu tần trần bởi vì chính nàng cũng không biết tần trần thân phận chân thật chỉ biết là tần trần người này cực không bình thường ngươi làm chuyện tốt vì phụ đã biết tư không trấn sắc mặt khó coi nhìn tư không an vân một cái giết thạch ngân đế môn người ngươi vẫn chưa trở lại còn dám tại này hắc ám tổ địa trong sông loạn thậm chí xông vào đến này hắc ám cấm khu đến ngươi là muốn chọc giận chết vi phụ sao tần chân bọn họ tại hắc ám tổ địa gây ra tiếng động thật sự là quá lớn hôm nay thạch ngân đế tử ý lão đám người ngã xuống tin tức sớm thì đồng dạng một trận gió một dạng truyền lại đến hắc ngọc đại lục rất nhiều thế lực lấy tư không trấn thân phận và địa vị há lại lại không biết bất quá khi tư không chấn thấy tư không an vân thời điểm trong lòng chấn động mạnh một cái bởi vì này mới không bao lâu không thấy tư không an vân dĩ nhiên so ly khai thánh địa thời gian tu vi để thang đâu chỉ một bậc một thân tu vi lại nhưng đã đạt đến nửa bước đỉnh phong trí tôn cảnh giới như vậy phát triển liền hắn cũng hù dọa giật mình này vẫn là chính mình nữ nhi sao vị này chính là trong miệng ngươi vị thiếu gia kia chứ tư không chấn quay đầu nhìn về phía tần trần tư không an vân mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ lúng túng Tư Không Chấn sắc mặt bình tĩnh nói: Ta Tư Không Thánh Địa tại Hắc Ám Nhất Tộc, tuy là không tính là cái gì cao nhất thế lực, nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì thế lực đều có thể cưỡi ở Ta Tư Không Thánh Địa trên đầu. Ngươi thân là Ta Tư Không Thánh Địa người thừa kế, ở bên ngoài loạn như vậy, nhận thiếu gia cũng không sợ mất hết Ta Tư Không Thánh Địa thể diện. Tư Không An vân một đỏ mặt lên, cấp vội vàng giải thích: Phụ thân, sự tình không phải ngươi nghĩ như vậy, thiếu gia hắn xác định được, ngươi cũng không cần giải thích thêm. Tư Không Chấn quay đầu nhìn về phía Tần Trần, người tuổi trẻ, nghe nói, người muốn cho nữ nhi của ta đi làm người thị nữ. Ẩm. Nhất đạo đáng sợ ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân, mơ hồ có kinh người uy áp đánh tới. Tần Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn Tư Không Chấn. Người này chính là này, Hắc Ngọc Đại Lục Tư Không Thánh Địa người cầm quyền Tư Không Chấn. Đối mặt Tư Không Chấn, chấn áp tới uy áp, Tần Trần nhưng là sừng sững bất động, sắc mặt không có có mảy may ba động. Tần Trần người nào chưa thấy qua, kiếm tổ tiêu diêu trí tôn uyên ma lão tổ cái nào không phải chân chính nhân vật khủng bố một cái hắc ám nhất tộc trung kỳ trí tôn mà thôi hơn nữa còn chỉ là nhất đạo phân thân uy áp lại muốn có thể áp chế ở hắn tần trần bình tĩnh nói không sai nói thế thật là bản thiếu nói bất quá cũng không phải là ta muốn để cho mà là bản thiếu thấy tư không an vân thiên tư không sai nàng nếu là nguyện ý chăm sóc bản thiếu bản thiếu ngược lại có thể miễn cưỡng thu nàng làm cái thị nữ nhưng nếu là nàng không muốn, bản thiếu cũng sẽ không cưỡng cầu. Nói xong lời này, Tần Trần nhìn về phía tư không chấn. Còn ngươi nữa, Tần Trần khẽ gật đầu nói. Một tên trung kỳ trí tôn, thực lực miễn cưỡng coi như không tệ. Xem ở tư không an vân phân thượng, nếu là ngươi nguyện ý, có thể tới bản thiếu bên cạnh đảm nhiệm hộ vệ. Bản thiếu có thể bảo vệ ngươi tư không thánh địa tiền ồ. Lời vừa nói ra, tư không chấn cùng tư không an vân đều sững sờ. Cả kia nguy nga hư ảnh, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu tử này ai vậy này chẳng lẽ quá cuồng vọng chứ để cho bản tọa làm ngươi hộ vệ ha 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 tư không chấn đột nhiên thì cười ha hà lại dám nói lời như vậy bản thân mặc dù không là tư không thánh địa cường giả cao cấp nhất nhưng cũng là chính giữa nhất đại tối nhân vật kiệt xuất trung kỳ trí tôn cường giả để cho mình như vậy một cái cường giả đi làm hắn một người thiếu niên như vậy hộ vệ thật đúng là dám nói a à. tân Trần nhàn nhạt, nhạt nói thế nào, không muốn. Ngươi nhưng phải suy nghĩ cho kỹ. Mất đi cơ hội lần này. Sau này bản thiếu nhưng thì chưa chắc nguyện ý. Này đúng là ngươi tư không thánh địa tổn thất. Sợ ngươi tư không thánh địa tương lai sẽ tiếc nuối cả đời. Tư không chấn khí sắc từ từ nghiêm túc. Bởi vì tần trần nói lời này, thời điểm, biểu tình không gì sánh được đạm định, hoàn toàn không có nói đùa ý tứ. Cái loại này, đạm định, không phải một dạng người có thể giả bộ được. Ha ha ha, lại nói, lại nói. Tư Không Chấn cười ha ha một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, cư nhiên không có trực tiếp cự tuyệt. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Nguy Nga Hư Ảnh, Ám Lôi lão tổ, "Hôm nay là ta Tư Không Thánh Địa người mạo phạm, bản tọa ở chỗ này thay bọn họ bồi tội, xin thỉnh Ám Lôi lão tổ cho tại hạ một cái thể diện." Bản tọa lập tức đem bản thân tiểu nữ mang về, "Thật tốt giáo huấn." Tư Không Chấn chắp tay nói. Nguy Nga Hư Ảnh ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nói, "Tư Không Chấn, nể tình ngươi chấn thủ hắc ngọc đại lục nhiều năm như vậy phân thượng bản tổ cho ngươi như vậy thể diện ngươi nữ nhi kia bản tổ vốn là không chuẩn bị làm sao là chính nàng không muốn rời đi nhưng mà tiểu tử kia ám lôi lão tổ nhìn về phía tần trần trong đồng tử có huyết quang tăng vọt người này có thể coi nhẹ bản tổ hắc ám huyết lôi sợ là không dễ dàng như vậy đi coi nhẹ hắc ám huyết lệ tư không chấn kinh hãi mắt nhìn tần trần nhưng là cười nói ám lôi lão tổ nói giỡn Người này là ta tư không thánh địa khách nhân, nếu bản tọa đến, dĩ nhiên là muốn cùng mang đi. Tần Trần sắc mặt chấn định, trong lòng ngược lại kinh ngạc, này tư không chấn cư nhiên sẽ vì mình bác bỏ đối phương điều kiện. Tư không an vân thân hình thoát một cái, trực tiếp đi tới Tần Trần bên cạnh, nói nhỏ, thiếu ra, ngươi yên tâm, phụ thân hắn tuyệt đối sẽ không đưa chúng ta không để ý tới. Ám lôi lão tổ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, tư không chấn, ngươi đây là muốn chống lại bản tổ sao? Tư không chấn mỉm cười, Ám lôi lão tổ nói dẫn, lão tổ ngươi thế nhưng ta hắc ám nhất tộc đỉnh cấp cường giả. Trước kia, là ta hắc ám nhất tộc xâm lấn vùng vũ trụ này lính tiên phong, người nổi bật, bản tọa sao dám chống lại hắc ám lão tổ. Bất quá, người này thật là ta tư không thánh địa khách nhân, ta tư không chấn làm sao có thể có đem khách nhân ném ở chỗ này mặc kệ đạo lý, sở dĩ xin thỉnh ám lôi lão tổ thứ lỗi. Ám lôi lão tổ hư lệnh một tiếng, nếu như bản tổ phải muốn đem hắn lưu lại đây. Ẩm, thiên khung trên từng đạo đáng sợ âm vân dũng động cùng lúc đó nhất đạo lôi quang ở trong thiên địa hiện lên điên cuồng chạy tư không trấn y nguyên mang theo mỉm cười nói vậy bản tọa sợ không được muốn cùng ám lôi lão tổ đỏ sức một phen chỉ bằng ngươi ám lôi lão tổ nộ rên một tiếng oanh trên người có vô tận khí tức nở rộ diệu cợt nói tư không chấn, ngươi bất quá chỉ là nhất đạo phân thân hư ảnh mà thôi tại này hắc ám tổ địa coi như ngươi bản thể đến sợ cũng muốn chốc lát Ngươi cũng không tin này nháy mắt ở giữa. Bản tổ cũng có thể diệt ngươi. Ông ùng. Phía chân trời có tiếng sấm vang rền. Một cổ khí tức đáng sợ chấn áp xuống. Ha ha ha. Tư không chấn cười ha ha một tiếng. Chỉ là cười cười. Trên người hắn. Một cổ thông thiên khí tức cũng trong nháy mắt rung động. Tư không chấn mỉm cười nhìn nguy nga hư ảnh. Ám lôi lão tổ. Này xác định chỉ là bản tọa một cái phân thân. Bất quá. Bản tọa tại này hắc ám tổ địa tổ chức nhiều năm như vậy, tuy nói là lập công chuộc tội nhưng coi như là là hắc ám tổ địa lập xuống qua công lao hãn mã huống chi bản tọa tại hắc ám tổ địa cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị ầm ầm giọng nói rơi xuống đột nhiên thì toàn bộ hắc ám tổ địa vào giờ khắc này đột nhiên chấn động hắc ám cấm khu ở ngoài rất nhiều cường giả chính ngưng mắt nhìn trong cấm khu không biết tần trần bọn họ sinh tử làm sao bỗng nhiên liền thấy tại hắc ám tổ địa một chỗ khác chỗ sâu một tiếng ầm vang một tòa nguy nga cung điện huyền phủ hóa thành nhất đạo lưu tình trong nháy mắt huyền phủ tại này hắc ám cấm khu ở ngoài này một tòa cung điện to lớn bao là nguy nga cao vút giống như một tòa ma cung huyền phủ tại này hắc ám cấm khu bầu trời toát ra vô tận ma quang khôn ma cung là tư không chấn đại nhân khôn ma cung nghe đồn tư không chấn đại nhân ở này hắc ám tổ địa có một tòa hành cung trăm triệu năm đến liên tục chấn thủ này hắc ám tổ địa là là một kiện trí tôn bảo khí chưa bao giờ từng hiển hiện qua. Làm sao hôm nay, lại lại đột nhiên xuất động. Này, nơi xa toàn bộ thấy như vậy một màn cường giả, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thần sắc không gì sánh được hoảng sợ. ầm khôn ma cung trực tiếp hàng lâm tại hắc ám tổ địa cấm khu trên. Này một tòa cung điện, cao đến hàng tỷ trượng, toát ra vô tận khí tức đáng sợ, ma quang lộng lẫy. Ung ùng. cuồn cuộn hắc ám ma lực chút xuống, giống như trọng trọng thác nước thủy triều dĩ nhiên xông qua hắc ám tổ địa cấm khu trực tiếp hàng lâm tại trong cấm khu tư không chấn trí tôn trên thân dung nhập trong cơ thể hắn bên ngoài tất cả mọi người chấn động nhìn một màn này chuyện này đến là chuyện gì xảy ra tư không chấn đại nhân trí tôn bảo khí dĩ nhiên thôi động thiên chẳng lẽ là thạch ngân đế môn cùng tư không thánh địa muốn khai chiến phải không nhưng này hắc ám cấm địa trong cũng không có thạch ngân đế môn cường giả chứ tất cả mọi người chấn động thần sắc hoảng sợ hắc ám tổ địa ước năm lịch sử trên đều không từng xuất hiện tình cảnh như vậy không đúng ban nãy tư không tôn nữ điện hạ tiến vào cấm khu sau theo sau tư không chấn đại nhân trí bảo khôn ma cung liền bị kích hoạt chẳng lẽ là tư không tôn nữ điện hạ gặp phải nguy hiểm gì đột nhiên có người nói lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh từng cái đối mặt mặt lộ sợ hãi chuyện này thật có khả năng kết hợp lúc trước tư không an vân đi vào hắc ám cấm khu mọi người đột nhiên thì bừng tỉnh. Vô cùng có khả năng là tư không an vân gặp phải nguy hiểm gì. Đưa tới tư không chấn hành cung kích hoạt, tiến hành thủ hộ. T. Nhưng này tư không thánh địa cũng quá lớn mật đi. Nghe đồn hắc ám cấm địa chỗ sâu. Mai táng có trước kia rất nhiều hắc ám lão tổ thi hài. Chẳng lẽ tư không thánh địa đây là muốn đối với trước kia hắc ám các lão tổ bất kính? Nhìn kỹ, nếu tư không thánh địa thật cùng hắc ám cấm khu trong một chút nguy hiểm xảy ra chiến đấu, này sợ là một đại sự mọi người nín thở ngưng thần cắt gao nhìn chằm chằm không hề chớp mắt hắc ám cấm địa trong sương mù cấm chế ở ngoài từng đạo đáng sợ hắc ám chi lực hàng lâm ngẩng đầu nhìn lại có thể thấy một tòa thật to như ngôi sao che khuất bầu trời hắc ám cung điện cao vút tại hắc ám cấm địa ở ngoài nở rộ vô tận hắc quang những nay hắc ám chi lực liên tục hàng lâm tại tư không chấn trên thân tư không chấn toàn thân hắc ám chi quang nở rộ cả người giống như trở thành một tôn hắc ám ma thần trên người hắn khí tức không gì sánh được ngưng thật căn bản không như là một cái thần niệm phân thân mà như là bản thể hàng lâm tư không chấn sắc mặt bình tĩnh nhìn nguy nga hư ảnh hiện tại không biết ám lôi lão tổ có thể hay không tại bản tọa chân thân chạy tới trước tiêu diệt bản tọa này một cái phân thân khóe miệng hắn mỉm cười giọng điệu tuy là rất là mềm nhẹ cũng không sắc bén nhưng mà ẩn chứa đe dọa cùng vẻ ngạo nghĩa lại làm cho người giận cả tóc gáy chuyện này chính là hắn tư không chấn chỗ dựa. Này hắc ám tổ địa, hắn tổ chức bao nhiêu năm, ở chỗ này thậm chí còn có hắn nhất kiện trí tôn bảo khí. Dựa vào những, này bài, hắn ít sợ bất luận kẻ nào. Đây cũng là thạch ngân trí tôn không dám tùy tiện hàng lâm hắc ám tổ địa xuyên cớ. Vạn nhất là tư không chấn một cái bẫy, vậy hắn tất nhiên sẽ nguy hiểm. ngươi, ầm, màu đen ám lôi sạch rung động, như giống ngày tận thế kiếp nạn đã tới. Ám lôi lão tổ nhìn chằm chằm hắc ám cấm địa bên ngoài khôn ma cung cùng với tại khôn ma cung gia chỉ dưới khí tức tăng vọt mấy lần tư không chấn thần niệm phân thân sắc mặt tái xanh tức đến run nếu chỉ là tư không chấn một cái thần niệm phân thân hắn ra tay toàn lực dưới sợ là đơn giản thì có khả năng là chảm diệt nhưng hôm nay tại khôn ma cung gia chỉ dưới tư không chấn này nhất đạo thần niệm phân thân dĩ nhiên trở thành một cụ giả thân thực lực để thăng đâu chỉ mấy lần tại cộng thêm khôn ma cung cái này trí tôn bảo khí gia chỉ hắn còn muốn trong vòng thời gian ngắn tiêu diệt này một cái thần niệm phân thân, mới không khả năng. Tư không chấn, ngươi đến muốn làm cái gì? Ám lôi lão tổ hít mắt phẫn nộ quát, ngươi đừng quên, ngươi tư không thánh địa chính là nhất giới tội nhân, ở tại chỗ này lập công trục tội thôi, nếu như phá hoại cấp trên tính toán, ngươi, đam đương nổi sao? Ám lôi lão tổ lạnh giọng nói, tư không thánh địa cùng ba thế lực lớn chính là tội nhân, bên ngoài người thường không biết, nhưng khác trước kia trải qua hắc ám hàng lâm trí tôn cường giả sao lại không biết đa tạ ám lôi lão tổ nhắc nhở. bất quá ta tư không thánh địa đến cùng là đúng hay không tội nhân? ám lôi lão tổ ngươi rõ ràng nhất. ta tư không thánh địa vốn là bị người hãm hại. huống chi mặc kệ ta tư không thánh địa hiện tại làm sao? sợ cũng không cần phải ngươi một người chết để tỉnh chứ? tư không chấn nhàn nhạt nói. tư không chấn ngươi quá cản rỡ. ầm ầm ám lôi lão tổ cũng không nhịn được nữa. ở chân trời vô biên âm vân liên tục rung động từng đạo huyết sắc lôi quang thiểm thước hướng về phía phía dưới tư không trấn chính là muốn chấn áp xuống tức giận vô cùng phẫn nộ đúng như tư không trấn chỗ nói hắn ám lôi lão tổ thật trước kia cũng đã ngã xuống chỉ bất quá sử dụng hắc ám nhất tộc thủ pháp đặc biệt mới còn sống sót có thể nói hôm nay ám lôi lão tổ thật chính là một cái người chết nhưng mà người chết thuộc về người chết lời như vậy cũng không phải tư không trấn có thể nói đây là một loại vũ nhục đối mặt ám lôi lão tổ tức giận Tư không chấn khí sắc bình tĩnh, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cấm khu chỗ sâu. Chư vị tổ tiên, ta tư không chấn bất kể như thế nào. Cũng là hôm nay chấn thủ hoắc ngọc đại lục một trong tam đại cường giả. Chắc hẳn chư vị không có mặc cho ám lôi lão tổ động thủ với bản tỏa chứ. Hà, nghe vậy, tư không an vân đột nhiên ngẩng đầu. Chư vị tổ tiên, chẳng lẽ chung quanh đây không chỉ ám lôi lão tổ một người. Một bên, tần trần cũng ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên ngẩng đầu liền thấy phải tư không chấn vừa dứt lời, đột nhiên thì, oanh, 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 nơi xa cấm địa trong, từng cổ một thông thiên khí tức đột nhiên phóng lên cao. Tại khi cấm địa chỗ sâu, mơ hồ hiện lên từng đạo đáng sợ thân ảnh, những, này thân ảnh mỗi cái đều toát ra thông thiên khí tức, giống như cùng này mảnh nhỏ hắc ám tổ địa kết hợp với nhau. Từng đạo khí tức đáng sợ, nhìn chăm chăm tới, rơi vào tư không chấn đám người trên thân. Những hư ảnh này, đúng là này trước kia ngã xuống sau cùng mai táng tại này hắc ám tổ địa chỗ sâu rất nhiều hắc ám nhất tộc lão tổ ám lôi dừng tay những hư ảnh này vừa xuất hiện liền đối với ám lôi lão tổ lạnh lùng nói chư vị này tư không chấn cả gan làm loạn căn bản không đem chúng ta để vào mắt bản tổ ám lôi lão tổ thần sắc kinh sợ để cho ngươi dừng tay ngươi không nghe được sao đột nhiên nhất đạo hư lạnh vang lên từ cái này rất nhiều hư ảnh trong nhất đạo sương mù thân ảnh đi tới toàn thân đen kịt, giống như một cái thái cổ ma thần, xa xa nhìn chằm chằm qua đến. Người này vừa mở miệng, ám lôi lão tổ khí sắc tức khắc nhất biến, lúc này không dám nói nhiều nữa nửa câu. Tư không chấn gặp qua ngự tọa đại nhân, nhìn thấy này một đạo hư ảnh, tư không chấn khí sắc cũng hơi đổi, chắp tay hành lễ, có chút cung kính. Ngự tọa đại nhân, tư không an vân trợn to hai mắt, hít một hơi lãnh khí, Tân trần chân mày cũng hơi nhíu lại. Từ nơi này ngự tọa trên thân, tần trần cảm thụ được một cổ không gì sánh được khí tức đáng sợ đó là cuồn cuộn tử khí mà ngự tọa rõ ràng đã chết trăm triệu năm vừa vặn ở trên tử khí y nguyên đáng sợ như thế điều này làm cho tần trần trong lòng cảm giác nặng nề thấy rõ vị này ngự tọa đại nhân lúc còn sống tuyệt đối là một cái đỉnh cấp cường giả tu vi còn xa hơn tại tư không trấn trên mà tư không trấn vốn là trung kỳ cấp trí tôn cường giả cũng chính là này ngự tọa đại nhân cực có khả năng một cái hậu kỳ trí tôn nghĩ tới đây tần trần trong lòng trong nháy mắt ngương lại hậu kỳ trí tôn tại nhân tộc hoặc giả trong ma tộc có lẽ không coi vào đâu đừng nói trước kia thời đại viễn cổ một cái thông thiên kiếm các trong liền có không ít hậu kỳ trí tôn tại kia niên đại chân chính cường đại là đỉnh phong trí tôn thậm chí là nửa bước siêu thoát mặc dù là hiện tại nhân tộc nhân minh thành nghị trong hội cũng là có hậu kỳ trí tôn cường giả tồn tại tỉ như hỗn độn trí tôn các loại mà tổ thần thậm chí là một tên đỉnh phong trí tôn. Tại đây trong ma tộc, như uyên ma tộc tộc trưởng thực uyên trí tôn, một thân tu vi đồng dạng đạt đến hậu kỳ trí tôn, thậm chí tiếp cận đỉnh phong trí tôn. Thế nhưng bởi vì là vùng vũ trụ này bản thổ sinh linh, mà hắc ám nhất tộc chính là vũ trụ hải trong thế lực, trong cường giả phổ biến so vùng vũ trụ này cường giả còn đáng sợ hơn ở trên một chút. Trừ cái đó ra, hắc ám nhất tộc trước kia hàng lâm nơi đây, xâm lấn vùng vũ trụ này sẽ phải chịu vũ trụ bản nguyên áp chế. Đừng nói siêu thoát, nửa bước siêu thoát cũng đều không thể đi vào. Cho nên đỉnh phong trí tôn đã là này hắc ám nhất tộc hàng lâm cường giả cực hạn. Như vậy, ít nhất là hậu kỳ trí tôn ngự tọa mới có thể để cho tần trần giật mình như vậy. Người này, tuyệt đối là trước kia xâm lấn vùng vũ trụ này hắc ám nhất tộc trong lãnh thủ cấp nhân vật. Thiếu ra, ngự tọa đại nhân là năm đó xâm lấn vùng vũ trụ này tứ đại tướng quân một trong, nắm giữ ta hắc ám nhất tộc rất nhiều đại quân, là ta hắc ám nhất tộc cường giả chân chính. Tư không An Vân ngay lập tức truyền âm cho Tần Trần. Ồ, tứ đại tướng quân một trong. Tần Trần sắc mặt lạnh lùng. Vâng, trước kia xâm lấn vùng vũ trụ này. Đế Thích Thiên Đại Nhân là trên mặt nổi thống soái, Mà ở Đế Thích Thiên Đại Nhân Bộ Hạ, còn có tứ đại tướng quân. Hai bên thống lĩnh tứ đại hắc ám đại quân. Bởi vì Đế Thích Thiên Đại Nhân chính là hoàng tộc. Rất ít tham gia chân chính chém giết. Sở dĩ, ngự tọa đại nhân cùng tứ đại tướng quân xem như là ta hắc ám nhất tộc xâm lấn vùng vũ trụ này chân chính nắm quyền người tư không an vân cấp vội vàng giải thích ồ oh, tân trần hít mắt tứ tư đại tướng quân sao thân ảnh đồ sộ kia hiện lên quát lớn xong ám lôi lão tổ sau liền lạnh lùng ngưng mắt nhìn tư không trấn hừ lạnh một tiếng nói tư không trấn đều nói ngươi tư không thánh địa tự cao vô biên hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền tư không trấn hơi biến sắc chắp tay nói không dám hôm nay ta tư không thánh địa bộ hạ người đi nhầm vào hắc ám cấm khu thật là ta tư không thánh địa trách nhiệm bất quá ta tư không thánh địa người thật là không có ý định xông vào cũng không phải là có lòng nhưng ám lôi lão tổ lại siết không phóng không chút nào cho ta tư không thánh địa thể diện ta tư không chấn chấn thủ này hắc ngọc đại lục trăm triệu năm đã từng là chư vị tổ tiên làm qua không ít chuyện bất luận công lao cũng cũng có khổ lao tin tưởng chư vị tổ tiên trong lòng tự một mặt gương sáng. Ám lôi lão tổ hừ lạnh một tiếng, đi nhầm vào. Ngươi, cầm miệng. Ngự tọa lạnh lùng quát lớn một tiếng ám lôi lão tổ, ám lôi lão tổ tức khắc ngượng ngùng không nói lời nào. Nếu các hạ nói là đi nhầm vào, vậy bản tổ cũng tin tưởng là đi nhầm vào. Đã như vậy, tư không chấn. Ngươi mang theo ngươi người rời đi thôi. Bất quá, bản tổ không hy vọng như vậy sự tình còn có lần nữa. Ngự tọa trên thân, một cổ khí tức đáng sợ đột nhiên phóng lên cao. Ngươi tư không chấn thân làm tư không thánh địa tại đây hắc ngọc đại lục người cầm quyền. Tự nhiên sẽ hiểu muốn đi vào cấm khu chỗ sâu. Cần gì điều kiện? Hy vọng lần sau. Như vậy sai lầm đừng nữa phạm. ầm Một cổ khí tức đáng sợ, ầm ầm trùng kích tại tư không chấn trên thân. Vù vù. Tư không chấn tại khôn ma cung ra chỉ dưới ngương thật thần niệm phân thân, trong khoảnh khắc biến phải hư ảo, kém chút vì vậy mà trong nháy mắt nổ lên. Một bên. Tần Trần con người cũng là co rụt lại. Thật quỷ dị công kích. Tần Trần hít mắt. Ban nãy một kích kia trong. Không vẻn vẹn ẩn chứa cường đại hắc ám chi lực cùng khí tức tử vong. Càng là có một cổ đáng sợ lực lượng linh hồn hàng lâm. Kém chút là tư không chấn này nhất đạo thần niệm phân thân trong đạo kia linh hồn khí tức cho trực tiếp xóa đi. Nếu như này nhất đạo linh hồn khí tức trực tiếp bị mặt trừ, như vậy tư không chấn này nhất đạo thần niệm phân thân cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành hư vô. Ngư tọa đây là đang cảnh cáo tư không chấn, hắn có trực tiếp hủy diệt tư không chấn này nhất đạo thần niệm phân thân năng lực cho dù tại khôn ma cung gia chỉ dưới cũng giống vậy tư không chấn ổn định thân hình sắc mặt khó coi chắp tay nói vãn bối nhớ kỹ hắn biết đây ngự tọa đang cảnh cáo hắn an vân ngươi theo ta rời đi sau này còn dám chạy loạn liền đừng trách vì vụ không khách khí còn có tư không chấn ánh mắt nhìn về phía tần trần truyền âm nói vị bằng hữu này nếu ở chỗ này không bằng đi theo xuống cùng rời đi thuận tiện đi ta tư không thánh địa làm khách một phen cũng tốt để tại hạ tận hạ địa chủ chi nghị tân trần mắt nhìn cấm địa chỗ sâu trong lòng biết lần này muốn trực tiếp tiến vào ma hồn nguyên khí chỗ sợ là không có khả năng Những, này hắc ám nhất tộc lão tổ tuyệt sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy tiếp cận ma hồn nguyên khí trừ phi hắn thi triển ra hắc ám vương huyết nhưng mà này ngự tọa đám người trước kia là tự thân từng theo hầu đế thích thiên cường giả cùng đế thích thiên quan hệ tất nhiên phi thường Tần Trần cũng không dám hứa chắc mình nếu là thi triển ra hắc ám vương huyết này để thích thiên có thể hay không nhìn ra đầu mối. Sở dĩ, hắn trong lòng cũng động, lúc này gật đầu nói, cũng có thể. Đã như vậy, còn mời đi theo ta. Tư không chấn khoát tay, hướng về phía ngự tọa đám người chắp tay nói, chư vị lão tổ, cáo tử. Giọng nói rơi xuống, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp nướt về phía khôn ma cung. Thiếu ra, đi theo ta. Tư không an vân hướng về phía Tần Trần lời nói sau đó thân hình thoát một cái, trực tiếp bay hướng thiên không trong khôn ma cung. Tần trần ánh mắt lóe lên một cái, cũng theo sát đi. Sưu sưu sưu, ba bóng người đi vào khôn ma cung, oanh, sau một khắc, khôn ma cung nhoáng lên, trong khoảnh khắc biến mất. Hiển nhiên cũng rời đi, đợi đến tần trần đám người sau khi biến mất. Ám lôi lão tổ tức khắc sắc mặt khó coi nói hướng về phía ngự tọa nói. Ngự tọa đại nhân, tư không chấn quá cản rỡ. Hai người này, cũng không phải là ngoài ý muốn xông vào nơi đây, mà là cố tình làm. Ngự tọa đại nhân ngươi vì sao muốn thả tư không chấn đám người rời đi? Hừ, tư không chấn bất quá là một trung kỳ trí tôn mà thôi, mà tư không thánh địa tại hắc ám đại lục cũng không thể coi là cái gì cao nhất thế lực. Dám tại ngự tọa đại nhân trước mặt ngươi lớn lối như thế, này nếu là ở trước kia, bản tổ đã sớm ra lệnh một tiếng, để cho dưới tướng sĩ là người này băm thành tá mảnh. Này tư không chấn bộ hạ hai người xác định không phải ngoài ý muốn xông vào mà là cố ý gây nên, ngươi cho rằng lão phu không biết. Ngự tọa hít mắt, lạnh lùng nói. Ám lôi lão tổ thần sắc ngẩn ra, ngự tọa đại nhân ngươi. Ngự tọa lạnh lùng nói, ngươi có biết, Atula tu 17 tàn hồn, trước cũng đã triệt để tiêu tan thành mây khói. Ám lôi lão tổ thất kinh, làm sao lại như vậy? Không chỉ có là ám lôi lão tổ, chung quanh, khác từng đạo hư ảnh, cũng là bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên biết ngự tọa đại nhân theo như lời Atula thập thất là người nào chính là năm đó bài danh 17 Atula tù nhân. Nhân vật như vậy, năm đó ít nhất cũng là trí tôn trong hảo thủ, sao đơn giản hồn phi vách tán. Ám lôi lão tổ cả kinh nói, ngự tọa đại nhân, ngài nói là thật. Chuyện này, này không thể nào đâu. Một tên cấp trí tôn lão tổ, dù chỉ là nhất đạo tàn hồn, há lại sẽ đơn giản ngã xuống. Kẻ khác không biết, có lẽ cho là bọn họ những, này chúng đỉnh cấp cường giả năm đó cũng đã triệt để ngã xuống. Nhưng mà thân làm người có liên quan, Ám lôi lão tổ, bọn họ đều biết rất, bọn họ đám người kia, thật cũng không tính hoàn toàn ngã xuống. Mà là bị năm đó một vị cao tầng hợp tác với minh giới, sử dụng một loại đặc thù bí pháp, lấy một loại đặc thù phương thức còn sống sót. Bọn họ đều là gánh vác sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Chỉ cần bọn họ có thể hoàn thành gánh vác nhiệm vụ, liền có thể lần thứ hai sống lại, thậm chí, nâng cao một bước. Nhưng hôm nay, Atula thập thất dĩ nhiên triệt để tiêu tan thành mây khói, điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh hãi bản tổ cũng cảm thấy kỳ quái ngự tọa hít mắt a tu la thập thất vì phục sinh trước liên tục dừng lại ở hắc ám tổ địa bên ngoài thay chúng ta thôn vệ rất nhiều sinh mệnh chi lực nhưng lại tại trước đây không lâu bản tổ cảm thụ được người này linh hồn trong nháy mắt triệt để biến mất một chút sinh mệnh chi lực đều chưa từng lưu lại tất nhiên là ra cái gì ngoài ý muốn hí ám lôi lão tổ trong nháy mắt trợn to hai mắt ngự tọa đại nhân này hắc ngọc đại lục chính là ta hắc ám nhất tộc lãnh địa Atula thập thất. Năm đó trước khi vẫn lạc cũng là một cái sơ kỳ đỉnh phong trí tôn. Mặc dù ngã xuống, một thân thực lực cũng không phải một dạng người có thể gây thương tích. Sao? Đây cũng là ta nghi hoặc. Ngự tọa hít mắt. a tu Atula chết. Tuyệt không phải đơn giản như vậy. Toàn bộ hắc ngọc đại lục có thể giết chết hắn người. Không cao hơn năm ngón tay. Mà tư không chấn quanh năm tọa chấn hắc ám tổ địa. Nếu nói là chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều có. Sợ là hoàn toàn không có khả năng ám lôi lão tổ thất kinh đại nhân ngài nói là a tu la thập thất là tư không trấn giết chết chỉ là có khả năng này mà thôi nhưng mặc dù liền a tu la thập thất không phải tư không trấn giết chết cũng chắc chắn cùng hắn có quan hệ ngự tọa đại nhân ngươi mới vừa rồi còn do dự cái gì sớm biết thì là tư không trấn thần niệm phân thân bắt khảo vấn đi ra nguyên nhân ám lôi lão tổ tức giận nói khác hư ảnh trên thân cũng đều nở rộ khí thức lạnh lẽo ngự tọa sầm mặt lại lạnh lùng nhìn về phía ám lôi lão tổ đám người khí sắc âm trầm nói đây chính là ta muốn cảnh cáo các ngươi ngự tọa ngẩng đầu nhìn về phía hư không các ngươi nói chúng ta bắt tư không chấn làm cái gì chẳng lẽ báo thù cho atula thập thất sao buồn cười mọi người ngẩn ra ngự tọa lắc đầu atula thập thất bất quá một tù nhân mà thôi năm đó chỉ là bởi vì cùng chúng ta làm chuyện này mới có thể được ban cho dư như vậy khôi phục cơ hội nhưng hắn dù sao chỉ là một tù nhân. Làm sao có thể cùng chúng ta so sánh? Chúng ta hiện tại muốn làm nhất, chính là hoàn thành sứ mệnh, nhận được ma tộc trí bảo, chân chính thay vị kia đại nhân quét dọn trở ngại, trưởng khống phương vũ trụ này. Ma tư không chấn mặc kệ nói thế nào, cũng là lưu lại chấn thủ hắc ngọc đại lục ba thế lực lớn người cầm quyền một trong. Chúng ta nếu như cùng hắn trở mặt, chẳng phải là tự tìm phiền. Cùng ta, cùng các người, có cái gì chỗ tốt sao? Nghe vậy, tất cả mọi người, im lặng không ra tiếng ngự tọa nhìn tần trần bọn họ phương hướng rời đi ánh mắt trong càng là toát ra một chút quang mang mãnh liệt huống chi các ngươi đều chớ quên năm đó vị kia chết cùng chúng ta đều có quan hệ hôm nay chúng ta chỉ có thể ôm chặt vị kia bắt đùi bằng không tương lai mặc dù sống lại tại hắc ám đại lục cũng sẽ nửa bước khó đi nghe được ngự tọa nói tới chung quanh toàn bộ hư ảnh đều trầm mặc xuống trong thần sắc có sợ hãi Trăm triệu năm trôi qua, bọn họ đều kém chút quên, bọn họ năm đó làm qua chuyện kia. Một việc nếu như truyền đi, sợ là tất cả mọi người bọn họ đều muốn thừa nhận vô tận dân vật, sống không bằng chết. Ám lôi lão tổ cắn răng nói, ngự tọa đại nhân, ngài nói chúng ta đều hiểu, nhưng vừa mới tư không chấn cái gì đồ chơi, lại dám ở chúng ta phía trước lớn lối như thế. Chuyện này nếu coi như, chúng ta mặc dù sống lại, sợ cũng ngu ngốc, ngự tọa trực tiếp cắt đứt ám lôi lão tổ ám lôi lão tổ ngẩn ra. Óc đậu, tư không chấn cái gì đồ chơi. Bất quá một trung kỳ trí tôn mà thôi, hà tất cùng hắn tính toán như vậy nhiều. Chờ ta cùng hoàn thành nhiệm vụ. Một khi sống lại, diệt sát người này chẳng phải là dễ dàng. Hà tất tại bây giờ cùng hắn liều chết. Vạn nhất phá hoại vị đại nhân kia tính toán, ngươi. Đam đương nổi sao. Ngự tọa nhìn ám lôi lão tổ ánh mắt thì cùng nhìn một người ngu ngốc. Ám lôi lão tổ ngượng ngùng nói, ta, đừng nói là tư không chấn, liền nói ban nãy tiểu tử kia trong cơ thể có một cổ cực đáng sợ lực lượng cổ lực lượng kia liền bản tọa cũng có chút sợ hãi người này tuyệt đối bất phàm ám lôi lão tổ hít một hơi lãnh khí trợn tròn con người chuyện này không thể nào đâu không có khả năng ngự tọa lạnh lùng nhìn về phía ám lôi lão tổ người này trẻ tuổi như vậy liền có thể coi nhẹ ngươi hắc ám huyết lôi thậm chí ngay cả tư không chấn mơ hồ đều có chút lưu ý hừ cũng chỉ ngươi tên ngu ngốc này không nhìn ra Ngươi nếu muốn tự tìm cái chết, liền bản thân đi tìm chết, chớ liên lụy chúng ta. Ầm. Giọng nói rơi xuống, này ngự tọa hư ảnh trực tiếp tiêu tán không thấy. Khác hư ảnh cũng đều không nói gì mắt nhìn ám lôi lão tổ, từng cái thân hình tiêu tán. Ám lôi lão tổ gãi đầu một cái, tiểu tử kia, như thế ngưu bức sao? Tư không chấn đối với tiểu tử kia có chút lưu ý. Ta làm sao nhìn ra? Tự lẩm bẩm trong, oanh một tiếng, thân hình cũng trực tiếp biến mất hắc ám tổ địa bên ngoài hư không vô tận trong ầm nhất đạo đáng sợ lưu quang trong hư không này điên cuồng bay đi đúng là khôn ma cung khôn ma cung mặc dù chỉ là nhất kiện trí bảo nhưng cực kỳ hùng vĩ trong hư không tầng tầng lớp lớp giống như đại thế giới tạo thành một thế giới nhỏ thật là lợi hại tinh diệu không gian thủ đoạn khôn ma cung trong thế giới tân trần ngắm nhìn bốn phía bình thường người đi tới nơi này có khả năng thấy sợ chỉ là một mảnh hư không thế giới nhưng đối với có hỗn độn thế giới, vẫn là một tên luyện khí sư tần trần mà nói. Lại lướt nhìn này hư không vô tận trong tầng tầng lớp lớp cấm chế. Này khôn ma cung tự hồ là sử dụng rất nhiều cấm chế, là tầng tầng thế giới lực trồng chất lên nhau, khiến cho phương này hư không biến phải không gì sánh được củng cố. Cấp trí tôn cường giả đơn giản đều không thể oanh phá. Với lại, những này không gian đặc thù còn bị phân chia ra rất nhiều khu vực, tầng tầng không gian đều có bất đồng công dụng có có thể dùng đến cất giữ bảo vật, có có thể dùng đến giam cầm địch nhân, còn nữa, thậm chí có thể dùng làm tu hành đạo trường. này hắc ám nhất tộc tại một ít địa phương vẫn còn có chút có ý nghĩa tham khảo đồ đạc. tần trần gật đầu. hắc ám nhất tộc thân làm vũ trụ hải trong thế lực, tự nhiên không giống bình thường, rất nhiều nơi đều cho tần trần không ít gợi ý. đương nhiên, này cũng không nhất định nói hắc ám nhất tộc đồ đạc chính là tốt, ít nhất theo tần trần, này khôn ma cung tuy là lợi hại nhưng so với thiên công tác thần công chi tôn tàng bảo điện vẫn còn kém rất nhiều còn cùng mình hỗn độn thế giới vậy thì càng không thể so sánh một bên tư không an vân cung kính đứng ở tần trần bên cạnh thiếu gia đây khôn ma cung chính là cha ta chi tôn chí bảo ở chỗ này tuyệt đối an toàn ngươi cứ yên tâm tốt tư không an vân cười nói bản thiếu tự nhiên yên tâm tần trần mỉm cười trong hư không này chậm rãi đi đi mặt bên cảm nhận bốn phía phân tích này khôn ma cung kết cấu bên trong thần sắc tự nhiên giống như nhàn rỗi đi dạo giống như đi ở nhà mình ầm đúng lúc này đột nhiên nhất đạo to lớn thanh âm vang lên ha 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 tiểu hữu thực sự là hảo tâm tính chất cư nhiên tại lão phu khôn ma cung trong như vậy dương dương tự đắc sẽ không sợ bị lão phu có dụng ý xấu đem ngươi vây ở chỗ này sao trong tiếng cười lớn nhất đạo to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây địa phương trong hư không đúng là tư không chấn phụ thân thư không an vân vội vàng hành lễ tân trần cười cười nói các hạ chính là an vân phụ thân sao lại làm ra loại chuyện này tới huống chi còn con này khôn ma cung bản thiếu nếu thật muốn đi lại có thể ngăn được bản thiếu ồ thư không chấn lộ ra một chút kinh ngạc tân trần cười nhạt đột nhiên thì giơ tay lên một điểm Ẩm. tân trần ngón tay chạm đến địa phương trong khoảnh khắc nhộn nhạo đi ra từng tia đáng sợ ba động ùng ùng này nhất phương hư không cuồn cuộn rung động. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, hư không ở ngoài từng đạo đáng sợ phù văn xiềng xích xuất hiện, liên tục minh diệt lóe lên, toàn bộ hư không đều rung động. Những phù văn này xiềng xích, đúng là ngưng kết phương này hư không hắc ám cấm chế. Nhưng mà giờ khắc này ở tần trần nhất chỉ dưới, này hắc ám cấm chế lại có chút không cách nào ổn định cảm giác. Tư không chấn tức khắc khiếp sợ không gì sánh nổi, chuyện này, khôn ma cung, chính là trí tôn bảo khí hơn nữa còn là nhất kiện không gian cấp trí tôn bảo khí, là tư không chấn trí bảo. Có bảo này khí, hắn có thể tại hắc ám tổ địa tung hoành vô cùng. Nhưng hôm nay, hắn trí bảo không gian, dĩ nhiên tại tần trần nhất chỉ dưới, thì có như vậy ba động. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần tiểu tử trước mắt này nguyện ý, có thể tùy tiện xuyên thủng hắn trí bảo không gian, trực tiếp rời đi nơi này. Điều này làm cho hắn làm sao không kinh hãi. Tại hắn khôn ma cung trong, cho dù một dạng cấp chí tôn cường giả đi vào, cũng chỉ có thể không thể động đậy, mặc cho xâm lược. Tần Trần thu bàn tay về, thần sắc vân đạm phong khinh, không sai không gian cấm chế, chỉ tiếc, vẫn có một ít không đủ hoàn mỹ. Ở trước đó trong chốc lát, Tần Trần cũng đã sử dụng bổ thiên thuật cùng hắc ám vương huyết chi lực, phá giải bộ phận này khôn ma cung cấm chế nếu như này tư không chấn đối với hắn có ác ý hắn có thể tới lui tự nhiên huống chi thật nếu gặp phải nguy hiểm có hỗn độn thế giới cùng hồng hoang tổ lòng bọn họ tại tần trần chỉ cần bại lộ thân phận cũng đủ có thể tự bảo vệ mình không sợ hô trọng trọng thở ra một hơi tư không chấn thần sắc biến phải khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nghiêm túc tiểu hữu thủ đoạn quả nhiên thông thiên tại hạ bội phục tư không chấn cảm khái nhìn tần trần ánh mắt biến phải không giống với tiểu hữu xin thỉnh an tâm nghỉ ngơi ta tư không thánh địa lập tức liền đến ầm khôn ma cung bên ngoài rất nhiều hư không lướt qua sau một lát khôn ma cung đột nhiên tại kia mảnh yên tĩnh vô cùng trong hư không dừng lại tần trần cảm nhận truyền ra ngoài liền thấy này kia mảnh sao trong hư không có từng khỏa hắc ám tinh cầu đặc biệt to lớn một ít cực đại hắc ám hàng tinh chiếu sáng trong hư không khí lưu đây rõ ràng một loại nhẹ nhàng chi khí bao phủ bốn phía mà ở này vô tận hắc ám ngôi sao trong có từng ngọn thái cổ thần sơn lơ lửng mỗi một tòa thái cổ thần sơn đều vô cùng to lớn coi như kia mảnh đại lục những này thái cổ thần sơn đều như vậy lăng không nổi lơ lửng dựa theo nhất định quy tích vận chuyển rất nhiều hắc ám tộc nhân tại trên những thần sơn này cư trụ tại đây chút thái cổ thần sơn ở ngoài còn có một tòa thật lớn hắc ám đại trận thủ hộ nơi đây là cấp trí tôn trận pháp tần trần phóng tầm mắt nhìn tới tại thần sơn chỗ sâu có một tòa nhất to lớn thần sơn, thẳng thủng hư không, chừng hàng tỷ trượng cao, hào quang rực rỡ. Đây chính là tư không thánh địa chỗ. Ẩm! Này khôn ma cung đến nơi đây. Bao phủ thái cổ thần sơn đại trận trực tiếp tán đi, mặc cho khôn ma cung đi vào. Cuối cùng, khôn ma cung tại chỗ sâu nhất một tòa thái cổ thần sơn trên, rơi xuống. Khôn ma cung rung một cái. Tần trần cùng tư không an vân liền xuất hiện ở một tòa to lớn trước đại điện. Là tư không chấn đại nhân khôn ma cung. Tư không đại nhân khôn ma cung sao theo hắc ám tổ địa trở về. Không phải liên tục chấn thủ hắc ám tổ địa sao. Mau nhìn, là tôn nữ điện hạ, còn có. Tiểu tử này là ai? Nghe nói không lâu, tôn nữ điện hạ đi hắc ám tổ địa, ép một cái cái thế thiên kiêu. Người này chém giết kỳ lân thần quốc kỳ lân thái tử. Đưa tới kỳ lân lão tổ giận dữ, trực tiếp đi thánh địa tổng bộ đại náo một phen. Hiện tại tin tức đều đã chuyển tới, chủ nhà muốn đối ta tư không thánh địa tiến hành trừng phạt người tin tức rớt lại phía sau, nghe nói cái thế thiên kiêu nhịn được chém giết kỳ lân thái tử, liền thạch ngân đế môn thạch ngân đế tử cũng chết tại trong tay người kia, thạch ngân đế môn lần này tổn thất nặng nề, đội chấp pháp không một may mắn còn tồn tại, thực sự là hà lòng hà dạ a, à, phải không phải là tiểu tử này chứ? Không có khả năng, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy, há có thể chém giết thạch ngân đế môn nhiều cường giả như vậy? ở đây tiếng động, trong nháy mắt kinh động ở đây tư không thánh địa cao thủ từng cái xem chừng tới, nghi luận ầm ĩ. Các loại khí tức theo bốn phía Thái Cổ Thần Sơn trong lan truyền ra. Những khí tức này trong yếu nhất đều là thiên tôn cấp, thậm chí nửa bước cấp chí tôn cao thủ đều có không ít. Trong lúc mơ hồ, Tần Trần thậm chí cảm thụ được hai cổ cực khí tức kinh khủng. Đó là chí tôn khí tức này tư không thánh địa trí tôn, không phải chỉ tư không chấn một người. Tần Trần ánh mắt ngương lại. Bất quá cũng vậy, tư không chấn chính là trung kỳ trí tôn, thuộc về tư không thánh địa trưởng khống giả. Rất nhiều chuyện cũng không trực tiếp tham gia, khác biệt trí tôn ở chỗ này, ngược lại cũng nói qua đi. Khôn ma cung trong truyền gia tư không chấn thanh âm. Hà hà, tiểu hữu, ở đây chính là ta tư không thánh địa. Bất quá, lần này ta thần niệm phân thân bị kích hoạt. Lão phu ở đây còn có một chút đầu đuôi phải xử lý. Quân lão, bạch, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện tại quảng trường trên đại điện. Là một ông già, thân hình còng lưng nhưng mà trên thân khí tức lại có chút cường đại rõ ràng chỉ là nửa bước đỉnh phong trí tôn cảnh giới nhưng tản mát ra khí tức so với một dạng nửa bước trí tôn còn đáng sợ hơn phía trên nhiều có mơ hồ trí tôn lực dũng động hơn nữa còn là chân chính trí tôn lực chuyện gì xảy ra tần trần nhíu mày người này rõ ràng chỉ là nửa bước đỉnh phong trí tôn dĩ nhiên lại có trí tôn lực cổ quái tần trần trong cơ thể nhất đạo vô hình ba động lướt qua đối phương nhỏ bé cảm nhận trên người người này trí tôn biến hóa. Đột nhiên thì, tần trần ngẩn ra, có chút bừng tỉnh. Trên người người này thật có trí tôn lực. Hơn nữa còn là chân chính trí tôn lực. Nhưng mà, nhưng cũng không viên mãn. Thì giống như đột phá đến một nửa. Mắt thấy nhanh chóng thành công. Đột nhiên thì bỏ giờ đồng dạng. Một cái đột phá thất bại trí tôn. Thấy tần trần ánh mắt, tư không chấn cười nói, tiểu hữu. Quân lão chính là ta tư không thánh địa đại quản gia, quản lý ta tư không thánh địa rất nhiều sự vụ. Lão Phu chính đang ở bế quan tu luyện thời khắc mấu chốt. Bây giờ lập tức tự đình chỉ tu luyện tới trước nên tiếp tiểu hữu. Bất quá Lão Phu tu luyện công pháp hết sức đặc thù. Mặc dù lập tức ngừng tu luyện cũng phải cần một khoảng thời gian. Sở dĩ trước hết để cho quân lão tới tiếp đãi một cái tiểu hữu. Tư không chấn tiếp tục cười nói, quân lão năm đó đã từng là một gã trí tôn. Về sau ở đột phá lúc, lọt vào đối thủ tập sát, đưa tới đột phá thất bại, cảnh giới rớt. Sở dĩ quân lão đối với trí tôn cảnh giới lý giải. Phi thường thấu triệt. Tiểu hữu ngược lại là có thể giải khai một phen. Giọng nói rơi xuống. Tư không chấn nhìn về phía quân lão. Quân lão. Lập tức mang tiểu hữu đi ta tư không thánh địa long trọng nhất phòng khách quý. Nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Không được chậm trễ. Bản tọa lập tức tới ngay. Vâng, đại nhân. Quân lão đi tới tần trần phía trước, cung kính chắp tay nói, thỉnh, chính đang ở trong tu luyện. Tân Trần mắt nhìn tư không chấn, cười nói, đã như vậy, bản thiếu liền chờ chốc lát là được. Ha ha ha, xin thỉnh tiểu hữu chờ Ẩm, khôn ma cung rung một cái, trong nháy mắt ép buộc lên tư không an vân, nhập vào đến một tòa thái cổ thần sơn chỗ sâu, biến mất. Tân Trần nhìn rời đi tư không chấn, khóe miệng lộ ra cười như không cười nụ cười. Cái gì chính đang ở tu luyện thời khắc mấu chốt? Thuần túy nói bậy, mặc dù là xuất quan cần thời gian, để cho tư không an vân cùng bản thân là được cái nào cần an bài người khác là tư không an vân đều mang đi sợ là điều tra mình thân phận đi tần trần cũng không nói phá đi theo quân lão trực tiếp tiến vào thái cổ thần sơn chỗ sâu vừa tiến vào này thái cổ thần sơn lập tức trong trọng trọng hư không dũng động ngẩng đầu nhìn lại liền có thể thấy thời không chỗ sâu rất nhiều cấm chế lóe lên các loại thần bí cường đại khí tức dũng động như vậy cảnh tượng không thể không nói rất là chấn động nhưng tần trần lại thần sắc bình tĩnh thậm chí hơi hơi nhíu mày coi như ghét bỏ nơi này có chút bình thường quân lão lão thành sâu coi như thời khắc chú ý tần trần lúc này khiêm tốn chắp tay nói đại nhân còn mời đi theo ta quân lão mang theo tần trần tại tầng tầng thời không trong xuyên qua một lát sau sẽ đến chỗ sâu trong phòng khách quý vừa tiến vào này phòng khách quý liền thấy một bộ kinh người tràng diện phòng khách quý là một chỗ thật lớn hư không chi địa trong điều là nóc vẽ phảng phất dùng kim ngọc cọt rũa đều là một ít cao cấp nhất hắc ám tài liệu tỏa ra nồng nặc hắc ám khí thức mà ở phòng khách quý phía ngoài là mênh mông hư không tại khi mênh mông trong hư không nổi lơ lửng rất nhiều thật lớn hắc ám ngôi sao thì giống như một cái vũ trụ những này hắc ám ngôi sao đều so bình thường trong thế tục hắc ám ngôi sao lớn hơn nhiều lắm hiển nhiên cũng không phải là tự nhiên diễn sinh thành mà là người lực lượng tạo thành tại khi chút hắc ám ngôi sao trên nuôi dưỡng rất nhiều hắc ám thần thú, hắc ám linh dược, liếc mắt nhìn qua thì giống như thật lớn vườn thuốc. Trong hư không này, rất nhiều hắc ám khí tức rung động. Đây cũng không phải là cùng phương này mảnh nhỏ vũ trụ dung hợp qua hắc ám chi lực, mà là thuần túy hắc ám chi lực, hẳn là theo hắc ám đại lục mang theo tới. Thực sự là một cái đại thủ bút. Liếc nhìn lại, hắc ám ngôi sao vô cùng vô tận, mơ hồ có một loại tạo hóa vị đạo. Đây, hái trăng bắt sao, di sơn đảo hải diễn hóa vũ trụ thủ đoạn a hỗn độn thế giới trong hồng hoang tổ long sách sách một tiếng này tư không thánh địa người thật đúng là là đại thủ bút cư nhiên tại đây hắc ngọc đại lục trong hư không tạo nên như vậy một nơi đây cũng là bọn họ chỗ hắc ám đại lục bộ dáng sử dụng đại thần thông diễn hóa bắt trước được đến dùng đến thưởng thức tu luyện đồng thời cũng cho bên ngoài người nhìn hồng hoang tổ long tắc tắc kêu kỳ lạ phòng khách quý là địa phương nào đó là đãi khách chỗ thấy mình người sao lại tại phòng khách quý như vậy địa phương rất hiển nhiên nơi này chính là dùng đến tiếp đãi một ít đi tới hắc ngọc đại lục đỉnh cấp cường giả cùng với nhân vật cao tầng tiếp khách chi địa mà phía ngoài những này cảnh tượng hiển nhiên cũng là cho khách nhân nhìn vì rõ ràng bản thân thủ đoạn bằng không chính là một cái cấm chế thì có khả năng che đậy hư không hà tất bại lộ tại phòng khách quý khách nhân phía trước tân trần nhìn trước mắt hư không không khỏi gật đầu giống như thấy cái gì để cho hắn cảm khái địa phương thần sắc có chút vui mừng một bộ đại lão dò xét bộ dáng hắn thân phận bây giờ là hoàng tộc người nhất cử nhất động đều phải cùng bản thân xứng đôi lên có ý tứ nghĩ không ra các ngươi tư không thánh địa như vậy có nhã hứng cứ nhiên tạo nên như vậy một chỗ hắc ám hư không chỉ tiếc a à, tạo nên cuối cùng là giả không có chân thật cái loại này ý vị với lại cái vũ trụ này đắp nặn phải nhỏ một chút đối với một ít hắc ám bản nguyên nắm giữ như cũ không quá sâu sắc cái này hắc ám vũ trụ một ít khí tức cùng vùng vũ trụ này quy tắc cũng không ăn khớp nếu như có người phá hoại ngay lập tức sẽ có thể hủy diệt tần trần lắc đầu quân lão thần sắc dung một cái ra hỏa khẩu khí thật là lớn lai lịch gì bất quá hắn ngược lại không có bác bỏ dù sao người trước mắt là tư không chấn đại nhân để cho hắn thật tốt chiêu đãi người với lại tư không chấn đại nhân trong bóng tối cũng có khác đại giáo đại nhân ngài nói dỡn quân lão cúi đầu thần sắc khiêm tốn, cười nịnh nói, tư không chấn đại nhân sở dĩ diễn hóa thần thông, làm ra như vậy địa phương, cũng là hoài niệm hắc ám đại lục, tưởng niệm gia hương. Dù sao ta tư không thánh địa chính là tội nhân, nhất định phải ở đây thứ tội, tư không chấn đại nhân cũng đã có trăm triệu năm không hề quay lại hắc ám đại lục. Tội nhân, tân trần lắc đầu, nhưng cũng không nhiều lời. Đại nhân, ngài uống trà. Quân lão cung kính nói, vội vàng bưng trà tiếp nước. Nước trà đi lên, mùi thơm nước mũi, oanh có đáng sợ hắc ám khí tức phóng lên cao là hắc ám mộng thần trà tần trần thân suýt nước trà thần sắc dương dương tự đắc đặt chén trà xuống tần trần nhìn về phía người này nghe nói ngươi đột phá trí tôn thất bại đưa tới cảnh giới rớt lại là chuyện gì xảy ra quân lão loại trạng thái này rất là đặc thù để cho tần trần có chút ngạc nhiên quân lão đau khổ cười một tiếng đại nhân ngươi hẳn biết trí tôn tu vi vốn chất trí tôn là siêu thoát quy tắc người tần thông qua lấy ra luyện hóa thiên địa bản chất lực tới tầm bổ thân mình đạt đến đề thang bản thân ý định với lại trí tôn lực lượng là thiên địa bản chất kết hợp bản thân bản nguyên hóa thành ngọn nguồn động lực mà không phải là đơn giản điều động thiên địa quy tắc tân trần gật đầu cái này hắn tự nhiên biết đây cũng là bất kỳ một cái nào vũ trụ cũng sẽ bài xích trí tôn nguyên nhân đến tôn giả cảnh cũng đã sẽ đối với vũ trụ phát triển tạo thành áp lực cho nên tôn giả là thiên bỏ mà sẽ bị thiên địa bản nguyên áp chế nhưng bởi vì tôn giả còn không có đạt đến lấy ra thiên địa bản chất tình trạng, sở dĩ áp chế cũng không phải quá mạnh mẽ. Nhưng trí tôn bất đồng. Trí tôn, dĩ nhiên có thể lấy ra thiên địa bản chất, cái này đưa tới vũ trụ đối với trí tôn áp bách, sẽ tôn giả rất nhiều lần. Nhưng cùng lúc đó, trí tôn bởi vì có khả năng thu nhận thiên địa bản chất, hóa thành bản thân bản nguyên, đưa tới trí tôn đối với thiên đạo quy tắc trưởng khống, là xa xa ngự trị tại tôn giả trên. Đây cũng là trí tôn đáng sợ. Quân lão tiếp tục nói mà thiên tôn hướng tới trí tôn cảnh giới thật thì tương đương với cùng thiên địa bản chất đối kháng quá trình vũ trụ bản nguyên sẽ ngăn trở thiên tôn đột phá cái này cũng đưa tới trí tôn đột phá cực khó khăn vạn dặm không một tân trần gật đầu đây cũng là hắn cắm ở trí tôn cảnh giới duyên cớ hắn bản nguyên quá mạnh muốn đột phá trí tôn lọt vào vũ trụ bản nguyên áp bách sẽ không gì sánh được thật lớn cho nên mới chậm chạp không cách nào đột phá quân lão đau khổ lắc đầu thiên tôn hướng tới trí tôn cơ hội cực ít ỏi một khi một lần thất bại sẽ đưa tới thiên địa bản nguyên đối người có nhất định hiểu rõ cùng chống trả mà năm đó ta đang ở trùng kích trí tôn cảnh giới đang cùng thiên địa bản nguyên đối kháng thời khắc mấu chốt lọt vào đối thủ phục kích cùng tập kích lúc đó ta bồn nguyên lực lượng cũng đã hướng trí tôn chuyển hóa có thể nói là cũng đã thành tựu trí tôn nhưng ở đối thủ tập sát dưới bản nguyên bị tổn thương kém chút ngã xuống về sau tuy là tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng bản nguyên bị tổn thương, lại lọt vào thiên địa bản nguyên áp chế. Cảnh giới rất sau đó mới muốn trở lại trí tôn cảnh giới, nhưng là cơ hồ không có khả năng. Quân lão liên tục cười khổ, hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long nghe tức khắc không nói gì, ra hỏa. Thật đúng là thảm, hồng hoang tổ long cảm khái, hướng tới trí tôn, vốn là cực gian nan việc, sẽ gặp phải vũ trụ bản nguyên áp chế. Người này sau khi đột phá, cư nhiên bị cư địch phục kích, đưa tới bản nguyên bị tổn thương cảnh giới rớt hà hà hắn tuy là đã có hướng tới trí tôn kinh nghiệm nhưng tương tự thiên địa bản nguyên đối với hắn cũng có kinh nghiệm tại thiên địa bản nguyên có dưới sự chuẩn bị người này thì như thế nào có thể cùng thiên địa bản nguyên đối kháng sợ là đời này đều không thể lại trở về trí tôn quân lão nói tiếp cũng may ta lúc đầu cũng đã thành công đột phá trong cơ thể bản nguyên cũng đã chuyển hóa thành trí tôn lực sở dĩ ta bây giờ còn có cấp trí tôn lực lượng có thể cùng trí tôn nhất chiến nhưng mà nếu như không cách nào trở lại trí tôn cảnh giới sợ là đời này chỉ có thể như vậy sở dĩ ta mới đi theo tư không chấn đại nhân tới đến vùng vũ trụ này tìm kiếm lần thứ hai thành tựu trí tôn phương pháp tân trần ngẩn ra nói thế ý gì quân lão cười giải thích đại nhân ngài cũng hiểu rõ vùng vũ trụ này là kia mảnh cùng hắc ám đại lục hoàn toàn khác biệt vũ trụ tuy là ta tại hắc ám đại lục đột phá thời điểm thất bại lọt vào thiên địa bản nguyên áp chế nhưng ở vùng vũ trụ này trong ở đây thiên địa bản nguyên chưa hề áp chế qua ta nếu ta có thể trưởng khống mảnh này thiên địa lực lượng không lọt vào mảnh thiên địa này nhằm vào dĩ nhiên là có thể ở ở đây lần thứ hai trùng kích trí tôn cảnh giới mà ở ở đây một khi đột phá ta nguyên bản trí tôn cảnh giới tự nhiên cũng sẽ khôi phục ầm ầm lời vừa nói ra tần trần trong đầu trong nháy mắt rầm rầm rung động ở chỗ này đột phá trí tôn chuyện này thật đúng là chưa chắc không có khả năng hắc ám nhất tộc ở chỗ này xây dựng hắc ngọc đại lục mục đích chính là vì cảm ngộ tần trần chỗ vùng vũ trụ này thiên địa bản nguyên có khả năng tự do đi vào vùng vũ trụ này không lọt vào thiên địa bản nguyên bài xích nếu trước mặt này quân lão thật có thể thành công hắn vô cùng có khả năng có thể sử dụng vùng vũ trụ này không chịu bản nguyên nhằm vào áp chế đặc điểm lại đột phá lần nữa một lần trí tôn cảnh giới mà người này có khả năng làm như thế vậy mình đây lúc này tần trần trong lòng trong nháy mắt kích động trong lúc mơ hồ minh ngộ đến một cái cách làm mình ở vùng vũ trụ này trong liên tục không cách nào đột phá trí tôn cảnh giới là bởi vì mình trong cơ thể lực lượng quá mạnh lọt vào áp chế quá lợi hại nhưng nếu là tự sử dụng hắc ám đại lục lực lượng có thể hay không để cho mình mượn cơ hội này bước vào trí tôn đây chưa chắc không có khả năng nghĩ tới đây tần trần trong lòng trong nháy mắt có chút ý động nếu là không có cách làm dưới tình huống này cực có khả năng một cái phương pháp tốt bất quá hiện tại tần trần còn không có muốn làm như vậy bởi vì muốn sử dụng hắc ám chi lực đột phá trí tôn cảnh giới ít nhất cần đỉnh cấp hắc ám chi lực tới chống đỡ chính mình nhưng hiện nay ở đây hắc ám chi lực còn hoàn toàn không đủ cường đại trừ phi tần trần nhìn về phía phòng khách quý bên ngoài vùng hư không đó mảnh nhỏ hắc ám vũ trụ trong có nhất đạo kinh khủng hắc ám khí tức hẳn là duy trì này hắc ám vũ trụ hạch tâm tồn tại nếu là có thể thu nhận vật này có lẽ có thể ở mình ở hắc ám nhất đạo trên có càng sâu sắc hơn cả ngộ Tần Trần đứng lên, đi về phía chỗ ấy. Đại nhân, xin thỉnh dừng lại. Thấy Tần Trần muốn rời khỏi này phòng khách quý, một bên, quân lão vội vàng mở miệng. Ồ, oh, bản thiếu muốn đi ra ngoài một chút cũng không được sao. Tần Trần nhàn nhạt, nhạt nói. Chuyện này, quân lão cười nịnh nói. Đại nhân, lúc trước tư không chấn đại nhân nói, để cho thuộc hạ hào hào ở tại này trong phòng khách quý chiêu đãi ngài. Sở dĩ, vậy cũng được bản thiếu nhớ được các ngươi tư không thánh địa có một cái gọi là phi ác tuần sát xứ là các ngươi người không lâu mới vừa trở lại thánh địa đem hắn kêu đến đi bản thiếu vừa vặn tìm hắn tâm sự tân trần lơ đễnh nói chuyện này quân lão do dự một chút nói phi ác hắn bây giờ không có ở đây trong thánh địa không ở thánh địa đi chỗ nào này tại hạ cũng không biết quân lão cười khổ nói tuần sát xứ luôn luôn hành tung bất định rất khó tìm vị trí cụ thể thật sao Tân Trần cười, cười như không cười nhìn quân lão. Nếu nói là người thường tìm không được phi ác cũng không tính. Nhưng này quân lão trước tư không chấn cũng nói, là tư không thánh địa đại quản gia, luận vị trí, so với thạch ngân đế tử bên cạnh ý lão tại thạch ngân đế môn vị trí cao hơn. Nay một cái tư không thánh địa đại quản gia, sẽ tìm không tới tư không thánh địa bộ hạ một tên tuần sát sứ. Đùa gì thế? Tân Trần trong lòng hơi động, cười nói, phi ác không ở cũng được, vừa trở về thời gian. Bên cạnh hẳn là con mang mấy cái thiên kiêu, thì đem bọn hắn kêu đến đi." Quân lão cười nói, "Đại nhân, tại hạ không biết ngài nói mấy cái thiên kiêu là ai." Phi Ác vừa mới là trở về, nhưng hắn là một thân một mình. Bên cạnh căn bản không mang cái gì thiên kiêu à? Một thân một mình." Tần Trần nhíu mày. Trước tại Hắc Ám Tổ Địa, Tư Không An Vân rõ ràng cho Thần Hoàng Tiên Tử bọn họ thánh địa kim lệnh, để cho bọn họ cùng tới đây tư không thánh địa tu luyện, sao không ở nơi này đây? Nghe đến đó, tân trần nhìn quân lão trong ánh mắt cũng đã lộ ra một chút quỷ dị vui vẻ đi không cho mình đi gặp người lại không để cho mình gặp người này tư không thánh địa có ý gì là muốn giam cầm bản thân sao cái này có ý tứ tân trần đột nhiên thì cười rộ lên tân trần tiểu tử không thích hợp này tư không thánh địa cũng không phải là muốn giữ ngươi lại nơi này đi hồng hoang tổ long truyền âm nói hà hà lưu ta lại sẽ nhìn hắn có hay không cái này năng lực Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, trên khóe miệng cũng đã vẽ lên cửa nhạt. Hắn tới đây vô gian ma ngục mục đích là vì tìm được ma hồn nguyên khí, mà muốn có được ma hồn nguyên khí, liền muốn thông qua tư không thánh địa cùng chú đóng ở ở đây đỉnh cấp thế lực. Hôm nay, chính mình tới đến này Hắc Ngọc Đại Lục cũng đã đã nhiều ngày, sử dụng này Hắc Ám nhất tộc lực lượng, Tần Trần dĩ nhiên tại Hắc Ám nhất đạo trên có không nhỏ đề thăng. Hắc Ám Vương Huyết cũng dĩ nhiên cùng hắn triệt để dung hợp. Tiếp xuống sẽ không có cần thiết tiếp tục như vậy thu liễm lại đi, bằng không Thực Uyên trí Tôn một khi trở lại Uyên Ma Tộc, thậm chí Uyên Ma Lão Tổ trở về, liền phiền toái. Nhìn lại, phải mau chóng. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trong lòng dĩ nhiên lưu chuyển rất nhiều ý niệm trong đầu. ầm, hắn mi tâm trên nhất đạo lực lượng vô hình ngưng tụ, tạo thành nhất đạo hư vô con người, tạo vật chi nhãn. Này con ngươi mở ra, trong khoảnh khắc phía trước hư không biến phải rõ ràng không giống với hư không vô tận trong, từng đạo đặc thù lực lượng ngưng tụ, hết thảy đều hiện ra tại tần trần trong mắt. Tân Trần ánh mắt chuyển động, trong lúc mơ hồ, hắn phảng phất thấy nơi xa một cái hư không chỗ, mới đạo tản ra lực lượng kinh khủng khí tức, xông thẳng lên trời. Chí tôn lực, có ý tứ, này tư không thánh địa trước ở bên ngoài chí tôn, cư nhiên hội tụ đến cùng nhau, với lại tại lúc này hư không chỗ sâu, với lại Tân Trần tại khi hư không chỗ sâu, cư nhiên cảm thụ được một cổ cực quen thuộc chí tôn lực, là hắn. Tân Trần cười, người này cư nhiên tại đây tư không thánh địa, khó trách. Tần Trần khóe miệng vẽ lên nụ cười, cái này có ý tư A, mà ở Tần Trần quyết định lúc. Tại đây tư không thánh địa chỗ sâu một cái trong không gian thần bí, mấy đạo kinh khủng thân ảnh, chính đang ngồi xếp bằng. Nếu như Tần Trần ở chỗ này, một cái thì có khả năng thấy, ngồi ở vị trí cao nhất vị kia, đúng là tư không trấn. Tại hắn hạ thủ, là vài tên trên thân tản ra khí tức kinh khủng lão giả, mỗi cái khí thế bất phàm, đầu lĩnh hai gã lão giả, trên thân lại đều lưu chuyển trí tôn lực đây tư không thánh địa chú đóng ở ở đây hai vị trí tôn trưởng lão nghe theo tư không trấn sai phái tư không an vân cũng ở nơi đây đứng ở tư không trấn bên cạnh đúng như tần trần sở liệu muốn như vậy này tư không trấn căn bản không phải đang bế quan tu luyện mà là tại ở đây tổ chức thánh địa đại hội phụ thân ngươi làm cái gì vậy tại sao đem ta đưa đến nơi này nếu phụ thân ngươi không ở tu luyện vậy thì thật là tốt thiếu gia hắn đang ở phòng khách quý không bằng nhanh đi thấy thiếu gia còn có hai vị trưởng lão cũng ở vừa vặn cũng đi theo phụ thân cùng trông thấy. Tư không an vân vội vàng nói, nàng không hiểu ra sao, không hiểu phụ thân rõ ràng không ngờ tu luyện, tại sao cũng không đi gặp tần trần. Nàng lời vừa nói ra, phía dưới hai vị trưởng lão, chân mày nhưng là không khỏi nhíu một cái. An vân, ngươi chính là ta tư không thánh địa tôn nữ, tương lai tư không thánh địa người thừa kế, thiếu gia lớn lên, thiếu gia ngắn, còn thể thống gì. Hai vị trưởng lão trừng dâu mép, khí sắc không vui nói. Tư không An Vân chính là tư không thánh địa người thừa kế, há có thể tùy ý như vậy xưng hô kẻ khác vì thiếu gia. Hai vị trưởng lão, các ngươi là không biết thiếu gia bất phàm, người này tuyệt không phải người thường. Tư không An Vân vội vàng nói, hừ, cái gì tuyệt không phải người thường. Nghe nói người cũng người này tại hắc ám tổ địa, giết thạch ngân đế môn đế tử, ngươi có biết này đúng là thánh địa chọc bao lớn nguồn tai vạ sao. Một tên trưởng lão sắc mặt không vui, nộ khí trùng thiên nói ta nghe nói thạch ngân đế môn thạch ngân trí tôn tức giận cũng đã khẩn cấp tìm về toàn bộ thạch ngân đế môn tại hắc ngọc đại lục vô số cường giả sợ là ít ngày nữa sẽ đối với ta tư không thánh địa phát động công kích an vân a à, tương lai ngươi là muốn kế thừa ta tư không thánh địa truyền thừa người há có thể như vậy lỗ mãng một tên trưởng lão khác cầm quải trượng đập một cái mặt khí sắc không vui nói được hiện tại cái gì cũng không nói sự tình đã thành nhiều lời vô ích như vậy đi Ngươi đem tiểu tử kia lai lịch ra sao? Tại sao cùng hắn gặp nhau? Người này là hay không có dụng ý xấu? Đều đầu đuôi gốc ngọn nói ra đi. Trưởng lão kia nhàn nhạt nói. Tư không An Vân trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn tư không chấn, phụ thân. An Vân, hai vị trưởng lão cũng là vì ta tư không thánh địa suy nghĩ. Ngươi nếu như biết người này lai lịch thân phận, nói thẳng ra. Hai vị trưởng lão cũng chỉ thăm dò một phen, không có có chuyện gì. Tư không chấn nói. Không sai, đây cũng là vì chủ gia quay đầu thăm dò thời điểm. Chúng ta có một lý do thoái thác, bằng không phụ thân ngươi chính là thánh địa người phụ trách, chủ nhà trách tội xuống, Tư Không Chấn đại nhân chắc chắn bị chất vấn. Hai vị trưởng lão đều nói. Tư Không An Vân lắc đầu, thiếu gia thân phận, ta không biết, các ngươi muốn biết, tự mình đi hỏi hắn. Bất quá ta nhưng cảnh cáo các ngươi, thiếu gia hắn không giống bình thường, ta Tư Không thánh địa có thể cùng người này quen biết, chính là ta thánh địa may mắn như vậy một cái cơ duyên các ngươi nếu như bỏ qua đó mới là ta thánh địa tội nhân cơ duyên hai vị trưởng lão trong một tên tóc xám lạc văn trưởng lão cười lạnh nói ta tư không thánh địa mặc dù không phải là cái gì đại thế lực nhưng là không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ người này một người còn trẻ người có thể bỏ qua cơ duyên gì nói chuyện giật gân người này lai lịch thân phận quỷ dị nói không chừng là gian tế cũng chưa chắc người chớ để cho lừa gạt một tên trưởng lão khác cũng lắc đầu nói thực sự là không biết các ngươi bị đổ cái gì thuốc mê. Trước phi ác cũng vậy, thân làm ta tư không thánh đệ tuần sát xứ. Dĩ nhiên hướng về ngoại nhân nói, sống chết không cậy ra miệng. Các ngươi đối với phi ác làm cái gì? Tư không an vân trợn to hai mắt, cũng không có làm cái gì. Ngươi không phải để cho phi ác mang theo kim lệnh trở về sao? Chúng ta biết được hắc ám tổ địa tin tức, ngay lập tức sẽ hướng thăm dò. Ai biết người này im lặng không nói, hắn mang đến mấy người trẻ tuổi kia cũng đều cái gì cũng không nói chúng ta buộc lòng phải dùng một ít thủ đoạn nhưng mấy tên này không biết tốt xấu sống chết không mở miệng hiện tại liền ngươi cũng như vậy thực sự là từng cái quá không hiểu sự tình các ngươi tư không an vân thần sắc rung động khí sắc tức khắc biến phải không gì sánh được khó coi phi ác bọn họ hiện tại ở địa phương nào đã bị tạm giam lên ngươi yên tâm chúng ta cũng không có muốn mạng bọn họ chỉ là để cho bọn họ ăn chút vị đắng thôi lạc văn trưởng lão lắc đầu nói phụ thân tư không an vân nhìn phụ thân đột nhiên thì thở dài một tiếng các ngươi thực sự là lời đến một nửa nàng dậm chân một cái xoay người liền muốn rời đi ở đây đúng lúc này nhất đạo vô hình bình chướng đưa nàng ngăn lại là lạc văn trưởng lão xuất thủ đem cản lại thế nào lạc văn trưởng lão còn muốn lưu lại ta phải không tư không an vân sầm mặt lại nói ngăn ngươi ngược lại cũng sẽ không chỉ là ở đây còn có một chuyện khác cần ngươi giải thích đó chính là kỳ lân thái tử chết Lạc Văn trưởng lão lắc đầu. Kỳ Lân thái tử, người này hung hăng phách lối, là chính bản thân hắn đắc tội thiếu gia, tự tìm cái chết mà thôi, có cái gì tốt giải thích. Tư Không An Vân chân mày cau lại, thế nào, chẳng lẽ hai vị trưởng lão còn muốn vì Kỳ Lân thái tử xuất đầu? Lạc Văn trưởng lão thở vào một cái, nói như vậy, Kỳ Lân thái tử chết không có quan hệ gì với người, là tiểu tử kia động thủ. Một vị trưởng lão khác cũng mỉm cười gật đầu, nhìn lại cùng chúng ta nhận được tình báo đồng dạng giọng nói rơi xuống trưởng lão kia quay đầu nhìn về phía phòng họp bên ngoài một mảnh hư không nhàn nhạt nói kỳ lân lão tổ ngươi cũng nghe đến chúng ta đã sớm nói an vân nàng tuyệt sẽ không là hung thủ kỳ lân lão tổ tư không an vân tâm trạng rung một cái ầm nàng quay đầu liền thấy phía trước hư không vô tận trong từng đạo đáng sợ điềm lành chi khí hàng lâm một tiếng ầm vang một cổ kinh thiên chí tôn chi khí xuất hiện ngay sau đó theo trong hư không kia trong nháy mắt xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đây là một cái lão già, trên thân rung động đáng sợ thần hồng, một thân khí tức cuồn cuộn giống như sóng biển, dâng trào khối động. Từng bước đi tới, đi tới trong hư không. Đúng là kỳ lân thần quốc kỳ lân lão tổ. Kỳ lân lão tổ tại sao lại ở chỗ này? Tư không an vân trong lòng dùng mình. Liền thấy kỳ lân lão tổ từng bước đi tới. Thân phía trên phát tán ra vô tận khí tức đáng sợ. Hừ lạnh nói. Hừ. Chư vị, Tuy là này tư không an vân không phải giết chết ta kỳ lân thái tử hung thủ. Nhưng mà ta chắc trai chết lúc. Này tư không an vân cũng ở hiện trường. Nếu nói là cùng tư không thánh địa không có chút quan hệ nào cũng không có khả năng. Huống chi, ta chắc trai còn cùng tư không thánh địa quan hệ hợp ý nhau. Càng là ta kỳ lân thần quốc tương lai. Lúc trước lão phu từng dẫn hắn đi tư không thánh địa gặp qua thánh địa lão tổ. Thánh địa lão tổ đều có ý tác hợp hắn và tư không an vân, tư không chấn. Chuyện này người cũng biết. Cho dù An Vân nàng đối với ta chắc trai có hay không hứng thú, nhưng là không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn hắn chết tại khi hắc ám tổ địa đi. Kỳ lân lão tổ u u lên tiếng, trên thân dũng động ra kinh thiên nổ vang, cả người giống như một cái thần, bộc phát ra vô tận hào quang. ầm ầm, toàn bộ trong không gian thần bí, khắp nơi tràn ngập người này khí tức, giống như sóng biển dâng trào. Được, tư không chấn vất tay một cái, trong nháy mắt kỳ lân lão tổ trên thân khí tức quét hết sạch, như mùa xuân hóa tuyết, tiêu tán vô tung. Kỳ lân lão tổ, tuy là chúng ta rất có thể thông cảm ngươi cảm thụ, nhưng nơi này là ta tư không thánh địa. Xem ở lão tổ trên mặt, chúng ta cũng đã ở trước mặt ngươi điều tra An Vân, nếu kỳ lân thái tử chết không có quan hệ gì với An Vân, chuyện này liền phi ta tư không thánh địa trách nhiệm. Tư không chấn hừ lạnh một tiếng. Kỳ lân lão tổ tuy là uy tín lâu năm trí tôn, nhưng mà một thân tu vi cũng gần như chỉ ở sơ kỳ đỉnh phong trí tôn cảnh giới, căn bản là không có cách so sánh với. Nếu không phải lão tổ duyên cớ, hắn sao lại để cho này kỳ lân lão tổ ở chỗ này dương oai nhưng mà kỳ lân lão tổ bất kể nói thế nào cũng là lão tổ năm đó tọa kỵ tự nhiên cần cho lão tổ một ít thể diện phụ thân ngươi tư không an vân khó có thể tin nhìn phụ thân sau đó thì nhìn về phía kỳ lân lão tổ nàng tuyệt đối không ngờ rằng kỳ lân lão tổ sẽ đến đến này hắc ngọc đại lục trên cần biết theo hắc ám đại lục đi tới nơi này hắc ngọc đại lục cần tiêu hao đại lượng tài nguyên hơn nữa còn là thuộc về xung quân bất kỳ cái gì trí tôn đi tới nơi này nhất định phải vì hắc ám nhất tộc chấn thủ ít nhất trăm vạn năm mới có thể rời khỏi kỳ lân lão tổ đường đường một thần quốc lão tổ dĩ nhiên tiêu hao giá thật lớn đi tới nơi này nhất định là vì thay kỳ lân thái tử trả thù đều nói kỳ lân lão tổ không gì sánh được sủng ái kỳ lân thái tử nhưng tư không an vân tuyệt đối không nghĩ tới đối phương sẽ vì kỳ lân thái tử làm ra như vậy sự tình tới mấu chốt là phụ thân thái độ ám muội không rõ để cho tư không an vân trong lòng cảm giác nặng nề kỳ lân lão tổ kỳ lân thái tử chết là hắn gieo gió gặt bảo thật không lạ bất luận kẻ nào tư không an vân liền nói an vân cầm miệng lạc văn trưởng lão sắc mặt trầm xuống thật vất vả quăng rõ ràng kỳ lân thái tử ngã xuống cùng hắn tư không thánh địa quan hệ tư không an vân làm như thế là muốn đem thánh địa lôi xuống nước gieo gió gặt bảo ha 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 hảo một cái gieo gió gặt bảo kỳ lân lão tổ hừ lạnh một tiếng một đôi lớn như đèn lồng trong đồng tử sát khí cuồn cuộn, thần hồng bạo dũng. Lão Phu hiện tại hối hận nhất, là đem tôn nhi hắn giới thiệu cho ngươi, là ngươi hại chết hắn. Kỳ lân lão tổ, tư không chấn nhướng mày, tư không chấn ngươi yên tâm. Ta biết tư không an vân là ngươi tư không thánh địa người thừa kế, không có đối với nàng làm sao. Nhưng mà, nghe nói giết chết ta tôn nhi tiểu tử cũng ở nơi đây. Hôm nay, bản tổ tuyệt đối tha không được hắn. Ẩm, kỳ lân lão tổ trên thân, vô tận sát khí sôi trào. Tư không An Vân biến sắc, vội vàng ngăn ở kỳ lân lão tổ phía trước. An Vân, tránh ra. Lạc văn trưởng lão quát lạnh. Phụ thân. Tư không An Vân nôn nóng nhìn về phía tư không chấn. Đó là bực nào sợ hãi khẩn trương cặp mắt, ánh mắt kia lộ ra ra lo nghĩ, làm cho tư không chấn không khỏi cả người rung một cái. Bao nhiêu năm, hắn đều chưa từng thấy qua nữ nhi ánh mắt trong có như thế lo nghĩ thần sắc. Tiểu tử kia, cuối cùng cho An Vân đổ cái gì thuốc mê. Tư Không Chấn, ngươi nói như thế nào? Còn không đem tiểu tử kia vị trí nói cho bản tổ. Kỳ Lân lão tổ lãnh đạm nói. Tư Không Chấn mắt nhìn Tư Không An vân, sau đó nhàn nhạt, nhạt nói, Kỳ Lân lão tổ, nơi đây là ta Tư Không Thánh địa trụ sở. Hôm nay người nọ là ta Tư Không Thánh địa khách nhân. Ngươi nếu muốn động thủ, bản tọa không ngăn cản ngươi. Nhưng nếu là muốn cho ta Tư Không Thánh địa phối hợp ngươi, đó chính là mơ tưởng. Ha ha ha! Kỳ lân lão tổ đột nhiên cười ha ha. Tư không chấn, ngươi đánh tốt một tay tính toán, ngươi không nói cho ta cũng được, bản tổ liền bản thân đi tìm. Ngươi cho rằng không có ngươi, bản tổ sẽ không tìm được tiểu tử kia sao. Giọng nói rơi xuống, kỳ lân lão tổ thân hình rung một cái, sẽ phải rời khỏi nơi đây, tại đây mênh mông trong hư không, tìm kiếm tần trần tung tích. Không phải tới tìm ta, ngươi không phải muốn thay ngươi phế vật kia chắc trai trả thù sao. Bản thiếu tự mình đến, sợ là sợ ngươi không có thực lực này nhất đạo to lớn thanh âm đột nhiên trong hư không này vang lên, phiêu phiêu miểu miểu, cũng không biết là từ nơi đó truyền đến. Sau một khắc, tần trần thân thể đột nhiên xuất hiện ở đây địa phương trong hư không, đứng ngạo nghễ nơi đây. Thiếu gia, tư không an vân thất thanh kinh ngạc nói, người khác cũng đều ào ào nhìn lại, từng cái kinh hãi. Tần trần, không phải là bị tư không chấn đại nhân an bài đi phòng khách quý để cho quân lão chiêu đãi đi sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà ở tần trần lúc xuất hiện, nhất đạo sợ hãi thân ảnh theo sát tần trần xuất hiện đúng là quân lão quân lão vừa xuất hiện liền đối với tư không trấn sợ hãi quỳ xuống nói đại nhân người này nhất tâm muốn đến tìm đại nhân thuộc hạ không ngăn cản nổi sở dĩ xin thỉnh đại nhân trừng phạt trên mặt hắn tràn đầy sợ hãi nơm nớp lo sợ tư không chấn, ngươi không phải nói ngươi đang bế quan tu luyện sao các hạ bế quan tu luyện địa phương thật đúng là đặc thù tân trần ánh mắt nhìn quét xuống bốn phía cuối cùng rơi vào tư không trấn trên mặt, không khỏi chào phúng nói. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều tư không thánh địa cường giả khí sắc tức khắc trầm xuống. Ánh mắt mọi người rơi vào tần trần trên thân, ở đây khác một ít cao tầng, trong ánh mắt đều toát ra vẻ khó tin. Tiểu tử này, làm sao sẽ xông vào nơi này? Không có khả năng, ta tư không thánh địa mật địa như vậy bí ẩn, người bình thường sao lại có thể tìm tới nơi này? Ở đây vô số cường giả mỗi cái đều thất kinh, kém chút nhún nhảy con ngươi đều trừng tròn xoe, giống như từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy chàng diện. Quân lão, người này là làm sao vào đây? Chúng ta vì sao không có nhận được thông báo? Một tên trí tôn trưởng lão đột nhiên mặt biến sắc phải ngưng trọng. Bên ngoài người vô thanh vô tức xông vào đến bọn họ tư không thánh địa mật địa. Bọn họ cư nhiên một chút cũng không biết. Đây quả thực là không như bình thường. Lạc văn trưởng lão cũng thoáng cái đứng lên, chỉ vào tần trần lạnh lùng nói, tiểu tử, nơi này là ta tư không thánh địa mật địa, ngươi tự tiện xông vào còn dám đối với tư không trấn đại nhân nói như thế ai cho ngươi lòng can đảm oanh một tiếng nay lạc văn trên người trưởng lão trong nháy mắt rung động đi ra một cổ khí tức kinh khủng rung động phải toàn bộ hư không đều u u nổ vang cùng run rẩy hắn bên thân rung một cái đột nhiên hóa ra trí tôn đại thủ ung ung bay đến hạ xuống muốn đem tần trần bắt được lại nói chuyện này liên quan tư không thánh địa an toàn cùng cơ mật vấn đề ngàn vạn lần không thể qua loa mạnh mẽ trí tôn chi khí trong nháy mắt đi tới tần trần phía trước trí tôn đại thủ đang bao phủ tần trần thời điểm càng là diễn hóa ra đáng sợ trí tôn quy tắc phong tỏa thiên địa toàn bộ các ngươi tư không thánh địa chính là chỗ này sao đối đãi khách nhân sao tần trần ánh mắt lóe lên thân thể nổ lên một cổ uy mãnh bá đạo khí tức sẽ bộc phát ra thiếu ra ngươi không cần xuất thủ liền tần trần cười lạnh thời điểm phải ra tay đột nhiên một giọng nói vang lên vạch một cái một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tần trần phía trước là tư không an vân sắc mặt nàng lạnh lùng trên thân thiêu đốt cuồn cuộn hỏa diễm oanh một tiếng một thanh thông thiên hỏa diễm kiếm ngưng tụ hư không nhắm ngay phủ xuống trí tôn đại thủ chính là một kiếm chém tới ầm ầm kinh thiên nổ vang vang vọng có thể đốt cháy vạn giới quy tắc hỏa diễm cự kiếm bổ vào trí tôn đại thủ trên trí tôn đại thủ ngay lập tức sẽ bị ngọn lửa kiếm chấn động đến mức nát vụn đạp đạp tư không an vân lui lại hai bước mà lạc văn trưởng lão cũng là thân hình dung một cái hơi trao đảo một cái mọi người thấy thế không gì sánh được trợn to hai mắt tư không an vân tuy là thiên tư thông minh thực lực kinh người tương lai có hy vọng kế thừa tư không thánh địa nhưng dù sao chỉ là một hậu sinh vãn bối một thân tu vi bất quá nửa bước trí tôn thôi có thể ngăn cản lạc văn trưởng lão một kích lạc văn trưởng lão nhưng là thật sự rõ ràng trí tôn cao thủ a à. an vân ngươi làm cái gì vậy còn không mau mau tránh ra để cho bổn trưởng lão bắt này tự tiện xông vào ta tư không thánh địa mật địa gian tế lạc văn trưởng lão sắc mặt trầm xuống nộ khí trùng thiên một tiếng ẩm vang nhất đạo càng đáng sợ hơn khí tức dâng lên tư không an vân thân hình sừng sững bất động tú mục nhìn chằm chằm lạc văn trưởng lão dứt khoát nói lạc văn trưởng lão thiếu gia là ta tư không thánh địa khách nhân không phải là cái gì gian tế nói xong tư không an vân xoay người nhìn về phía tần trần lo lắng không yên chắp tay nói thiếu gia ta cũng là đến từ sau mới biết ở đây sự tình tuyệt không phải có tình ý lừa gạt thiếu gia Tân Trần xua tay ngăn trở Tư Không An Vân nói cũng không để ý đến lạc văn trưởng lão ánh mắt chỉ là rơi vào Tư Không Chấn trên thân Tư Không Chấn đây chính là ngươi Tư Không Thánh địa đối lưu lại bản thiếu thái độ lạc văn trưởng lão sắc mặt trầm xuống lạnh giọng nói tiểu tử có gan thì đừng trốn sau lưng An Vân cùng bản tọa đường đường chính chính câm mồm đúng lúc này Tư Không Chấn thẳng đứng lên cắt đứt lạc văn trưởng lão nói ha 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 tiểu hữu hiểu lầm bản tọa trước thật là bế quan, về sau bởi vì trong thánh địa có một ít chuyện trọng yếu cần xử lý, sẽ trở ngại một cái. Xin thỉnh tiểu hữu không lấy làm phiền lòng, ta không phải để cho quân lão tới chiêu đãi ngươi sao? Có phải hay không quân lão chiêu đãi không chu đáo? Nói đến đây, Tư Không Chấn đột nhiên nhìn về phía quân lão, lạnh giọng nói, quân dịch, chuyện gì xảy ra? Bản tọa là thế nào phân phó ngươi? Oanh một tiếng, một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt đặt ở quân lão trên thân. Quân lão đạp đạp lui lại, khóe miệng tràn ra tiên huyết, trong nháy mắt quỳ xuống, sợ hãi nói, đại nhân, thuộc hạ, được, cũng chưa nói gì. Tư không chấn khoát tay chặn lại, khí sắc không vui, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, dẫn đến tiểu hữu tức giận, ta cần ngươi làm gì, quay đầu tự phạt trăm vạn năm bổng lộc, thật tốt hối lỗi, nói xong, Tư Không Chấn hướng về phía Tần Trần mỉm cười nói, "Tiểu Hữu, nếu là ta Tư Không Thánh Địa có cái gì chiêu đãi không chu đáo địa phương, xin hãy tha lỗi." Trước có thể là có một ít hiểu lầm, ngươi yên tâm, lão phu đối với Tiểu Hữu là thật tâm muốn kết giao, tuyệt không phải cố ý chậm trễ. Tần Trần, này Tư Không Chấn thật đúng là đặc biệt là một cái lơn lẹo. Tần Trần mỉm cười, "Hiểu lầm, thật sao? Vậy vị này Kỳ Lân lão tổ chức muốn tìm bản thiếu phiền toái, cũng là một cái hiểu lầm sao?" Tư Không Chấn Chuyện này ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một lời giải thích. Tần Trần quay đầu nhìn về phía kỳ lân lão tổ. Ở đây ra đầu mọi người trong nháy mắt tê dại. Tiểu tử này, điên hay sao? Lại dám chủ động đi trêu chọc kỳ lân lão tổ. Tư không chấn sắc mặt khó coi. Vốn có, hắn là chuẩn bị đem kỳ lân lão tổ cùng Tần Trần tách ra. Song phương tốt nhất không nên chạm mặt. Kỳ lân lão tổ bên này, đại biểu là thánh địa lão tổ quan hệ tuy là kỳ lân lão tổ đối với tư không thánh địa mà nói là người ngoài là hạ nhân nhưng dù sao cùng lão tổ quan hệ hợp ý nhau hắn bên này cũng không tiện trực tiếp từ chối mà tần trần bên này lai lịch bất phàm mà ngay cả thạch ngân đế tử cũng dám chém giết với lại đủ loại dấu hiệu cũng để cho hắn có một loại cảm giác người này không thể coi thường sở dĩ hắn nghĩ là để cho hai người tách ra chờ hắn biết rõ tần trần thân phận chân chính cùng mục đích sau làm tiếp quyết định có ai nghĩ được Tần trần cư nhiên trực tiếp xông đến hắn Tư Không Thánh địa mật địa như vậy hắn trong nháy mắt không có hoàn chuyển chỗ trống tức khắc một cái đầu hai cái lớn ha 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 Tư Không chấn đây chính là người phải che chở tiểu tử người này đối với ngươi bất kính như thế sợ là căn bản không đưa ngươi cùng Tư Không Thánh địa để vào mắt người cái này Tư Không Thánh địa ở đây người phụ trách thực sự là càng sống càng trở lại cùng bản tổ trở lại hắc ám đại lục sau nhất định phải cùng Thánh địa lão tổ báo cáo tình hình ngươi chính là như vậy ở đây lớn lên tư không thánh địa uy phong. Kỳ lân lão tổ hướng về phía tư không chấn lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người ào ào biến sắc. Bọn họ xem như tư không thánh địa chú đóng ở này hắc ngọc đại lục cao thủ. Đại biểu chính là tư không thánh địa thể diện. Hôm nay tư không chấn đại nhân như vậy đối với tiểu tử kia. Lại thêm tư không an vân cử động. Thật có tổn hại tư không thánh địa uy danh. Nếu như chuyển tới lão tổ trong tai, bọn họ những người này khó tránh khỏi không sẽ gặp đến trừng phạt. Kỳ lân lão tổ nói xong, một đôi đồng tử ầm ầm rơi vào tần trần trên thân, sát ý mãnh liệt. Tiểu tử, chính là ngươi giết bản tổ chắc trai. Ngô, ta cảm giác được, là cố khí tức này, ngươi thật đúng là thật lớn mật, giết bản tổ chắc trai, lại vẫn dám xuất hiện tại bản tổ phía trước. Kỳ lân lão tổ nhắm mắt cảm nhận một cái, con ngươi đột nhiên mở ra, có đáng sợ sát cơ tùy ý, hắn nhảy tới trước một bước, trên thân dâng trào kỳ lân chi khí liên tục rung động. Nếu như ngươi vừa tiến đến, liền cho lão tổ ta quỳ xuống trực tiếp cầu xin tha thứ lão tổ có lẽ còn có thể để cho ngươi chết thống khoái một chút nhưng mà hiện tại lão tổ ta sẽ không giết chết ngươi sẽ chỉ làm ngươi nhận hết thế gian đau khổ ta sẽ dùng hắc ám chi hỏa từng điểm từng điểm thiêu đốt xuống ngươi linh hồn để cho ngươi thừa nhận vĩnh viễn thống khổ dày vỏ coi như là sau lưng ngươi cao thủ tới trước cũng bảo toàn không được ngươi kỳ lân lão tổ đi tới tần trần cách đó không xa dừng lại chỉ bằng ngươi cái này lão phế vật cũng muốn để cho bản thiếu cầu xin tha thứ. Ngươi quên bản thiếu là thế nào đem ngươi thần niệm phân thân đánh chết sao? Ngươi nếu như lưu tại hắc ám đại lục, có lẽ còn có thể sống lâu một ít thời gian. Hiện tại lại còn có dũng khí đặc biệt chạy tới chịu chết. Sách sách, thực sự là tuổi đã cao sống đến trên thân cầu. Tân Trần lắc đầu thở dài nói. Khanh khách, bộp bộp bộp. Tân Trần những lời này vừa ra, trong một cái tư không thánh địa cường giả tức khắc hai mắt trắng dã, trong cổ họng khanh khách rung động, kém chút ghẹn họng. Song song, tiểu tử này cũng quá càn rỡ, cũng dám như vậy cùng kỳ lân lão tổ nói, lấy kỳ lân lão tổ tính cách, còn không sinh phá người này ra. Một đám tư không thánh địa cao thủ, bất kể là đối với tần trần thái độ gì, lúc này đều ngẩn ra. Bọn họ từ trước đến nay chưa thấy qua lớn lối như vậy người. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Kỳ lân lão tổ sầm mặt lại, giận tím mặt, oanh một tiếng. Từng đạo kỳ lân chi khí trùng kích ra, toàn bộ hư không đều u u rung động. Hai vị, chuyện gì cũng từ từ. Đúng lúc này, tư không chấn vội vàng xuất thủ, một tiếng ầm vang, một cổ trung kỳ trí tôn lực lượng trong nháy mắt hàng lâm, ngăn lại kỳ lân lão tổ động thủ. Kỳ lân lão tổ thẳng quay đầu, tư không chấn, ngươi muốn ngăn trở ta. Vì này tiểu tử, ngươi muốn đẩy tư không thánh địa uy nghiêm tại không quan tâm. Tư không chấn sắc mặt trầm xuống, kỳ lân lão tổ, nơi này là ta tư không thánh địa mật địa, xin thỉnh thu liễm một chút. Ngay sau đó, tư không chấn nhìn về phía tần trần, tiểu hữu người cũng kỳ lân lão tổ trong ân oán phần túy là một cái hiểu lầm vốn có giữa các ngươi sự tình lão phu không có lý do gì tham gia nhưng mà các ngươi một là năm đó lão tổ bộ hạ một là ta tư không thánh địa bằng hữu không bằng lão phu ở chỗ này làm hòa sự tình có chuyện gì mọi người nói ra là tốt rồi kỳ lân lão tổ tiểu hữu hắn thiên tư bất phàm người chi phân thân bị tiêu diệt mọi người coi như là không đánh nhau thì không quen biết người như thế tại ta hắc ngọc đại lục chỉ sợ cũng chí tôn thiên kiêu cái gọi là oan gia nên giải không nên kết không bằng ta làm đông mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa làm sao tư không chấn cười nói lời vừa nói ra kỳ lân lão tổ con ngươi đột nhiên co rụt lại hắn đã biết rõ ràng tư không chấn ý tứ trước mặt tần trần trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế thậm chí ngay cả bản thân thần niệm phân thân đều có thể diệt sát mặc dù là tại hắc ngọc đại lục cũng cực kỳ hiếm thấy nhân vật như vậy sau lưng, sao lại không có cường giả cùng thế lực. Nhưng mà, kỳ lân thái tử bản thân mình yêu mến nhất chắc trai, thậm chí là bản thân bồi dưỡng kỳ lân thần quốc người thừa kế, một thân tâm huyết đều đặt ở trên người hắn. Hà có thể đều như vậy coi như, tối trọng yếu, là tần trần thái độ quá mức kiêu ngạo, hắn thì càng không có khả năng nhường đường. Kỳ lân lão tổ nhìn chằm chằm tần trần, trong nháy mắt càn quét thiên địa, thức sát bát phương, một cổ lực lượng, khóa chặt lại tần trần đây là đang dò xét tần trần phải biết kỳ lân lão tổ chính là trí tôn cường giả với lại tại trí tôn cảnh giới cũng đã chìm nắm rất nhiều năm xem như trí tôn lão tổ hắn tất nhiên là pháp nhãn như đuốc nếu như nói tần trần có cái gì đặc thù muốn giấu giếm qua hắn đó là hết sức khó khăn sự tình một ít đỉnh cấp thế lực đệ tử trên thân khí tức đều có phải thế lực chỗ đặc thù cũng tỷ như kỳ lân thái tử chắc chắn có kỳ lân chi khí nhưng mà dù cho hắn làm sao tìm hiểu tân trần khí tức lại cực bình thường, hoàn toàn không nhìn ra có chỗ đặc thù gì. Mà theo trong cảnh giới đến xem, tân trần trên thân khí tức cũng cũng không tính cường đại. Đỉnh thiên, cũng chỉ là một nửa bước trí tôn. Cường giả như vậy nói ra, xem như là một cao thủ. Nhưng ở hắc ám đại lục là quá nhiều, mấy cái đều đếm không hết. Người này ban đầu là làm sao nghiền diệt bản thân ý chí. Chẳng lẽ, là người này sau lưng, còn có cái gì cao thủ ẩn giấu? Nghĩ tới đây, Kỳ Lân lão tổ con ngươi co rụt lại. "Tiểu tử, để cho ngươi sau lưng cao thủ để cho ra gặp một lần đi." Lúc này Kỳ Lân lão tổ nhìn xuống Tần Trần, nói một cách lạnh lùng, lúc này hắn thần uy vô lượng, giận dữ có thể đốt thiên địa. Mặc kệ Tần Trần lai lịch ra sao, hắn đều không có khả năng đơn giản bỏ qua. "Ta chỉ có một người mà thôi, cái gì cao thủ?" Tần Trần cười lắc đầu, nói, "Nhìn lại ngươi thật là sống uổng phí bao nhiêu năm, đã già hồ đồ." Tần Trần này lời vừa nói ra, ở đây các cường giả đều không khỏi đến im lặng. Mỗi một người đều sững sờ. Tư không chấn đại nhân rõ ràng đều quyết định muốn hỏa hoãn hai người. Tiểu tử này lại còn dám nói thế với. Đây căn bản không cho kỳ lân lão tổ thể diện A. À. Tần Trần lời này quá kiêu ngạo, quá bá đạo. Lời như vậy nhất định chính là chỉ vào kỳ lân lão tổ mũi mắng to. Coi như là kỳ lân lão tổ có lòng hòa giải, sợ cũng khỏi bị mất mặt. Càn rỡ. Khi Tần Trần lời vừa dứt dưới lúc, kỳ lân lão tổ nhất thanh trầm hát, cũng không nhịn được nữa. Tư không chấn, chuyện này ngươi không cần xen vào nữa, là ta cùng người này trong sự tình, nếu là ngươi có dũng khí tham gia, đừng trách bản tổ trở mặt với ngươi. Oanh một tiếng vang thật lớn, giữa thạch hỏa điện quang này, ngàn sóng lớn vỗ thiên, vô địch kỳ lân chi quang giống như kinh khủng vô cùng phong bạo đánh thẳng tới. Này đánh thẳng tới thần uy mang phá mục nát chi thế, có thể trong nháy mắt đem vô số cường giả trong nháy mắt sông hủy có thể nói nửa bước trí tôn này đẳng cấp bậc cao thủ tại dạng này thần uy trùng kích phía dưới vậy tuyệt đối sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt căn bản là đỡ không được kinh khủng này thần uy coi như là bình thường bình thường trí tôn cảnh giới lão tổ đối mặt như vậy thần uy lúc cũng sẽ thần thái hoảng sợ tâm trạng rung động phải ứng phó cẩn thận đây chính là một cái tại trí tôn cảnh giới chìm nắm rất nhiều năm cường giả khi hắn giận dữ lúc nhưng phần thiên trừ hải giống như bọn họ như vậy tay nhưng hái ngôi sao tồn tại giữa cử chỉ đều là trời long đất lở không tốt. Tư Không An Vân thấy thế, vội vàng liền muốn tiến lên ngăn trở. Nàng quyết không thể để cho Tần Trần ở chỗ này xảy ra sự cố. Nhưng mà, không đợi nàng xuất thủ, Tần Trần đã đem nàng ngăn trở. Người lui ra phía sau đi. Tần Trần đưa tay, thần sắc đạm nhiên, chính là một cái già phế vật. Còn tổn thương không được ta. Ầm. 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 Giọng nói rơi xuống, liền thấy phải một trận lại một trận trùng kích tiếng vang lên cho dù này giống như sóng biển dâng trào có thể đem trên bầu trời ngôi sao vỗ xuống thần quang cường đại trở lại nhưng mà vẫn như cũ dừng bước tại tần trần trước người nước bước khó đi từng cổ một đáng sợ thần uy rung động thiên địa nhưng là dừng bước tại tần trần trước người chớ đừng nói có thể trùng kích tần trần cường đại trở lại thần uy đều như cũ tổn thương không tần trần mảy may tần trần cứ như vậy đứng ở chỗ này mặc cho đáng sợ kia kỳ lân thần quang trùng kích đều sừng sững bất động từ lúc đi vào hắc ngọc đại lục trước tần trần sức mạnh thân thể liền đủ để không sợ sơ kỳ trí tôn công kích hôm nay tần trần tại hắc ám chi lực trên có tăng lên kinh người còn con này kỳ lân lão tổ uy áp trùng kích căn bản là không có cách suy giảm tới hắn nhưng đối với ở đây rất nhiều tư không thánh địa cường giả mà nói tình cảnh như vậy vẫn là lộ ra quá mức đáng sợ một tên uy tín lâu năm cấp trí tôn cường giả uy áp trùng kích dĩ nhiên không cách nào đánh lui một người tuổi còn trẻ nửa bước trí tôn này nếu như truyền đi chắc chắn tạo thành oanh động. Thấy như vậy một màn, kỳ lân lão tổ cũng ánh mắt ngương lại, thần thức càn quét thiên địa, điều tra tần trần bên cạnh có hay không có cao nhân xuất thủ. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao tìm kiếm, cũng không có phát hiện trong bóng tối có bất kỳ cường giả xuất thủ, cũng không có bất kỳ người nào thay tần trần chặn bản thân thần uy. Hừ, nhìn thấy tần trần ngăn trở thần quang trùng kích, kỳ lân lão tổ không khỏi hư lạnh một tiếng. Tiểu tử, có bản lĩnh, khó trách ngông cuồng như thế. Nhưng đáng tiếc, nếu liền chút khả năng này, hôm nay Y Nguyên khó thoát khỏi cái chết. Kỳ Lân lão tổ cười nhạt, "Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức, bản tổ khai sáng to như vậy thần quốc chỗ dựa." Ầm. Kỳ Lân lão tổ quát chói tai một tiếng. Tuy là hắn cũng không trực tiếp xuất thủ, nhưng mà trên người hắn cũng đã tản mát ra lộng lẫy lóa mắt Kỳ Lân thần quang, bộc phát ra càn quét vạn vực vô thượng thần uy. Giờ này khắc này, chính là hắn thần linh là có thể chi phối hàng tỷ sinh linh vô thượng tồn tại. Vào giờ khắc này, kỳ lân lão tổ cao cao tại thượng, ngự trị cửu thiên, quanh người hắn du xuống thác trời một dạng thần linh phép tắc. Có một loại vô thượng thần nói tại nổ vang. Đây kỳ lân lão tổ đạo, khai sáng kỳ lân thần quốc Pháp, thân làm kỳ lân thần quốc khai quốc thần. Trong chớp mắt này, kỳ lân lão tổ thì giống như điều khiển thiên địa vạn Pháp đồng dạng, chấp trưởng thế gian toàn bộ Pháp tắc chi lực. Kỳ lân lão tổ thoáng cái bạo phát hắn thần uy chấp trưởng đại đạo điều này làm cho ngồi ở hai bên toàn bộ cường giả đều không khỏi trở nên hoảng sợ biến sắc mặc dù là lạc văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão cũng giống vậy bởi vì vào giờ khắc này bọn họ đều biết vô cùng cảm thụ được bọn họ đại đạo trong nháy mắt bị kỳ lân lão tổ áp chế bọn họ hắc ám trí tôn pháp tắc chi lực thoáng cái bị chấn áp nhảy xuống hai đại trí tôn cường giả trong nháy mắt đứng lên thần sắc sợ hãi tại dạng này thần uy chấn áp dưới bên trong cơ thể của bọn họ chí tôn lực bị mạnh mẽ áp chế điều này có ý vị gì ý vị này hai người bọn họ tại kỳ lân lão tổ phía trước căn bản là không cách nào phản kháng tại kỳ lân lão tổ phía trước bọn họ đều là mặc cho xâm lược cố khí tức này tuyệt đối là sơ kỳ đỉnh phong trí tôn cảnh giới khó trách có thể có như thể can đảm không hổ là khai sáng một đại thần quốc lão tổ này rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí trở nên hoảng sợ tự liền tư không chấn cũng là thần sắc cứng lại sơ kỳ đỉnh phong trí tôn không thể không nói như vậy thực lực mặc dù là tại trí tôn trong cũng không thể coi là yếu người này năm đó có thể trở thành lão tổ tọa kỵ đồng thời khai sáng một đại thần quốc vẫn có phi thường chỗ tiểu tử cuồn cuộn thần quốc chi huy tại kỳ lân lão tổ trên thân khối động lúc này kỳ lân lão tổ cao cao tại thượng nhìn xuống tần trần hắn hai mắt thâm thúy không gì sánh được giống như là vạn đạo thâm uyên đồng dạng nhiếp nhân tâm hồn hắn còn không có xuất thủ cũng đã là nhiếp nhân tâm hồn lay động đạo tâm lấy vô thượng thần uy áp chế tần trần đây là một loại phương diện tinh thần công kích giống như đế vương tại nhìn xuống thần tử khiến cho tâm trạng rung động phải vì thế mà khuất phục nhưng mà một bộ này tinh thần công kích căn bản là đối với tần trần vô dụng luận đạo tâm luận thần thức luận ý niệm tần trần lại sợ qua bất luận kẻ nào hắn là theo trong núi thây biển máu giết ra người đến sao lại bị bực này uy áp dọa sợ huống chi tần trần trong cơ thể có hắc ám vương huyết đó mới là hắc ám nhất tộc chân chính hoàng tộc sao lại bị kỳ lân lão tổ bực này nho nhỏ thần quốc quân vương bị dọa cho phát sợ chút tài mọn mà thôi đối với kỳ lân lão tổ khiếp người tâm hồn ý niệm công kích tân trần không bị ảnh hưởng chút nào chỉ là tùy ý cười nhạt một chút muốn dựa vào cái này liền đánh bại hắn ý nghĩ quá hão huyền một ít càn rỡ chết đi cho ta cuối cùng kỳ lân lão tổ không nhịn được bàn tay lớn vồ một cái năm ngón tay thành câu hướng về phía tân trần đã bắt qua đi Tần Trần Thủy Trung đạm định bộ dáng, cuối cùng làm tức giận kỳ lân lão tổ. Để cho hắn lại cũng không lo được thăm dò đi xuống. Ẩm, bàn tay này vừa ra. Tức khắc biến hóa ra rất nhiều thần quốc mở diễn cảnh tượng. Mỗi một phó cảnh tượng, cũng là lớn đạo ngân dấu vệt điêu khắc mà thành. Cuồng bạo khí lưu chấn động đến mức ở đây rất nhiều tư không thánh địa cao thủ liên tục bại lui. Hướng về phía sau ném ra ngoài. Hô hấp đều khó khăn. Nhưng mà, vô luận như thế nào cuồng bạo khí lưu, thổi tới tần trần thân hình phía trước đều biến mất từ trong vô hình nhiếp hồn kỳ lân lão tổ đại thủ lấy xuống ánh mắt lộ hung quang ầm tần trần giơ tay lên trước người từng đạo hắc ám đạo tắc ngưng tụ tầng tầng đạo tắc nhanh chóng hóa thành từng đạo không gian hình chập trờn cứ như vậy xuất hiện ở trước người ngăn cản tại kỳ lân lão tổ đại thủ trong vô luận kỳ lân lão tổ làm sao bắt nhiếp đều bắt không được tần trần hình thể hư không đạo tắc vạn tượng mê cung Kỳ lân lão tổ ánh mắt sững sờ. Theo sau trên mặt hiển hiện ra dữ tận vui vẻ. Ha 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 ha. Tiểu tử. Khó trách ngươi vách lối như vậy. Đúng là trưởng khống hắc ám hư không đạo tắc. Một điểm hư không đạo tắc mà thôi. Liền dám đối với ta kiêu ngạo. Ta ngươi cảnh giới trên lệch quá lớn, phá cho ta. Hắn bước ra một bước, rời núi lấp biển. Vô tận tinh khí cuồn cuộn áp bách ra. Sau lưng cư nhiên xuất hiện một đầu thông thiên kỳ lân hư ảnh nay kỳ lân hư ảnh thông thiên triệt địa chân đạp ngôi sao đỉnh đầu thương khung chừng hàng tỷ trượng cỡ thậm chí muốn vọt thẳng phá này nhất phương hư không mật địa cuồn cuộn kỳ lân lực dũng động có quỷ thần khó lường vô thượng huyền nào tư không chấn hôm nay bản tổ phải đánh chết tiểu tử này ngươi nếu như dám ngăn trở không chết không thôi kỳ lân lão tổ âm thầm nhắc nhở một câu tư không chấn sau đó nhìn về phía tần trần tiểu tử ngươi bức bách bản tổ thi triển ra một chiêu này thần thông kỳ lân chinh phạt chi đạo cũng đã đủ để tự hào nhưng mà ngươi càng ngăn cản được lợi hại ngươi kết cục liền càng ngày sẽ càng thê thảm ngươi không tưởng tượng nổi thê thảm thần quốc hàng lâm trong lúc mơ hồ có thể thấy kỳ lân hư ảnh sau lưng kia mảnh mênh mông thần quốc hàng lâm trong một chiêu toàn bộ hư không tư không thánh địa trong đột nhiên chuyển hóa thành mãi mãi thần quốc bao la kéo dài kỳ lân lão tổ giống như là cao vút thần chủ hai mắt xem thấu thần chi chân lý muốn sống sinh sinh đem tần trần linh hồn đều lấy ra đi ra ô, ô ô ô ô thiên địa nổ vang lạc văn trưởng lão nhóm cường giả liên tiếp lui về phía sau sợ bị lan đến gần phụ thân tư không an vân lúc này thần sắc đại biến mạnh như nàng tại cố khí tức này phía dưới cũng sự khó thở có loại cũng bị tại chỗ đánh bạo ảo giác lấy hôm nay thực lực đủ để cùng một dạng trí tôn giao thủ nhưng mà đối mặt kỳ lân lão tổ như vậy uy tín lâu năm sơ kỳ đỉnh phong trí tôn lại còn chưa đáng kể có chút non nớt sở dĩ nàng vội vàng nhìn về phía tư không trấn thần sắc lo nghĩ thiếu gia hắn đối mặt kỳ lân lão tổ công kích chống đỡ được sao nhưng mà tư không trấn khẽ nhíu mày nhưng là không chút sức mẻ an vân đây kỳ lân lão tổ cùng người này trong sự tình ta tư không thánh địa không thể tham gia trong lạc văn trưởng lão thấy thế cũng liền quát khẽ nói các người Tư không an vân tức đến run, những, này trong tộc lão gia này quả thực ngu muội bất kham. Nàng cắn răng một cái, xoay người liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, trên sân khí thế đột nhiên biến hóa. Cái gì chó má kỳ lân lão tổ, phô trương thanh thế nửa ngày liền chút thực lực ấy, uổng bản thiếu chờ lâu như vậy. Hết sức thất vọng, đã như vậy, bản thiếu dứt khoát một quyền kích sát coi như, lười nhác cùng ngươi lời thừa. Tần Trần đột nhiên một cái về phía trước bước ra. Ầm ầm. Trên người hắn, một cổ thông thiên triệt địa khí tức bộc phát ra ùng ùng này tần trần theo hắc ám tổ địa trong luyện hóa rất nhiều hắc ám chi lực bị hắn trong khoảnh khắc thả ra ngoài kinh khủng hắc ám chi huy trong nháy mắt tràn ngập thiên khung toàn bộ thiên địa đều dưới chân hắn run rẩy tuyên cổ thần quốc đột nhiên bị ào ào áp chế xuống hắc ám chi khí ngưng tụ hướng vào phía trong áp xúc sau đó từng khối sụp đổ toàn bộ kỳ lân thần quốc bị tần trần nhảy tới trước một bước lên khí thế một cái sụp đổ theo sau tân chân sải bước một bước thì đến kỳ lân lão tổ phía trước một quyền đánh ra vù vù đây thế nào một quyền hư không đều ở đây một quyền trong toàn bộ đều tranh thủ thiên địa pháp tắc đều theo một quyền này đang run rẩy tại khi nắm đấm rất nhiều hắc ám pháp tắc liên tục lóe lên khắp nơi đều hiển hiện ra hắc ám sinh diệt phép tắc tạo thành một quyền này đã không phải là vô cùng đơn giản một quyền mà là tràn ngập hắc ám khởi nguyên một quyền cùng một quyền này đối kháng chẳng khác nào là cùng toàn bộ hoắc ám đại lục đối kháng cùng phép tắc khởi nguyên đối kháng cùng hoắc ám chi lực đối kháng kỳ lân lão tổ khí sắc đều thay đổi hắn vạn lần không ngờ tân chân một cái nửa bước trí tôn cường giả đánh ra một quyền lại có uy thế như thế thân thể hắn bản năng gấp gáp lui lại muốn tránh thoát kinh khủng này một quyền nhưng mà không có một chút tác dụng nào tân chân một quyền này triệt để khóa chặt linh hồn hắn bản nguyên còn có đủ loại thân hình biến hóa, phong tỏa hư không vô tận, mặc cho hắn làm sao né tránh. Nắm nấm kia càng lúc càng nhanh, truy phải càng ngày càng nhanh, xuyên qua hư không vô tận, sau cùng oanh một tiếng, đánh vào trên thân thể hắn. A a a a a. Kỳ Lân lão tổ chỉ cảm thấy thống khổ, vô biên thống khổ. Toàn thân đều giống như bị xé nứt một dạng. Quanh thân Kỳ Lân thần quang đứt thành từng khúc. Toàn thân y phục đều bị tần trần một quyền này đánh cho bạo tạc. Oanh một tiếng hắn thân xác trực tiếp xuất hiện rất nhiều vết dạn khắp nơi đều bắn tung tóe đi ra tiên huyết kỳ lân dòng máu còn có vô số trí tôn phép tắc trí tôn huyết dịch khắp nơi bắn tung tóe thân thể hắn tại tần trần một quyền này dưới từng tắc từng tắc nổ tung nội tạng đều bị đánh bạo thất khiếu chảy máu toàn thân không còn hình dáng thống khổ gầm thét bay bổng lên tới không không có khả năng kỳ lân lão tổ lăng không giống to con ngươi đều sắp bị đánh bạo kinh sợ gào thét Nơi xa, lạc văn trưởng lão bọn người thấy ngây người, coi như ngốc một dạng, bộp bộp bộp, trong cổ họng khắp nơi đều thấy một hơi vận lên không được thanh âm, trong trắng mắt đảo, giống như bị đánh bạo là hắn như vậy, không có gì không có khả năng, cái gì kỳ lân lão tổ, tại bản thiếu phía trước đó là gà đất chó sành, thật cho là bản thiếu không động thủ chỉ sợ ngươi, chỉ là lời nhắc giết ngươi mà thôi, hiện tại ngươi tự tìm chết, vậy thật không lạ bản thiếu, tần trần lạnh lùng nói lại là bước ra một bước đại thủ đè một cái giống như là thượng cổ hắc ám thần vương lộ ra chính mình thủ trưởng một dạng vô tận hắc ám chi khí hóa thành trọng trọng ngọn núi trọng trọng áp bách xuống này tân trần không che giấu nữa thực lực mình ngược lại hắn đã qua đem hắc ám chi lực triệt để dung hợp không cần lo lắng sẽ bị nhìn đi ra đầu mối một quyền này dưới toàn bộ tư không thánh địa đều u u nổ vang liền thấy này mật địa hư không bốn phía tầng tầng hư không trực tiếp nổ tung hắc ám cự thủ trong khoảnh khắc đi tới kỳ lân lão tổ đỉnh đầu. Ta không tin, thần quốc hàng lâm, ban tặng thân ta. Kỳ lân lão tổ gầm thét một tiếng. Thời khắc mấu chốt, hắn bên thân dung một cái. Đúng là hóa thành một đầu hắc ám kỳ lân. Chân đạp hắc ám thần quang. Nhất đạo đáng sợ quang trụ. Sông thẳng thiên địa. phảng phất cùng trong chỗ u minh một cái thế giới liên hệ với nhau. ầm liền thấy tư không thánh địa hư không vô tận phía trên, một cái thần quốc hiện hiện ra. Cái này thần quốc, so với trước kỳ lân lão tổ biến hóa ra thần quốc khí tức cường đại đâu chỉ mấy lần đó là chân chính mênh mông một tòa thần quốc cương vực vô cùng kéo dài không biết bao nhiêu ức dặm đúng là ở vào hắc ám đại lục kỳ lân thần quốc lúc này hắc ám đại lục trên kỳ lân thần quốc ầm toàn bộ kỳ lân thần quốc đều bị kinh động trong lúc mơ hồ có thể thấy kỳ lân thần quốc bầu trời một đầu hư vô kỳ lân hư ảnh hiện ra đang gầm thét mượn lực lượng đầu này kỳ lân hư ảnh không gì sánh được hư vô tùy thời đều có thể sụp đổ thế nhưng loại truyền lại tới nguy cơ, lại hiện ra tại mỗi người đầu óc, là lão tổ. Lão tổ đang cùng người chiến đấu, lão tổ gặp nguy hiểm. Từng tên một kỳ lân thần quốc cường giả phóng lên cao, kỳ lân hoàng chủ khí tức dâng trào, thấy thế không khỏi thần sắc hoảng sợ. Tất cả mọi người nghe lệnh, trợ lực lão tổ, kỳ lân hoàng chủ gầm thét một tiếng, hai tay khai thiên, oanh, một cổ lực lượng bản nguyên theo trong cơ thể hắn trong nháy mắt phóng lên cao dung nhập kỳ lân thần quốc bầu trời hư vô hắc ám kỳ lân trên tại hắn hiệu lệnh dưới toàn bộ kỳ lân thần quốc cường giả không khỏi giơ tay lên rầm 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 từng đạo bản nguyên lưu quang phóng lên cao không muốn sống dung nhập vào kỳ lân hư ảnh trong bởi vì tất cả mọi người biết đây lão tổ gặp phải nguy hiểm cho nên mới thi triển ra thần thông như thế hắc ngọc đại lục tư không thánh địa mật địa bầu trời ông ông vù vù trong lúc mơ hồ từng cổ một vô hình bổn nguyên lực lượng truyền lại tới trong nháy mắt dung nhập vào kỳ lân lão tổ trong cơ thể kỳ lân lão tổ trên thân nguyên bản phù phiếm khí tức thoáng cái ngương thật biến phải vô cùng kinh khủng lên ầm đáng sợ kỳ lân lực quét ngang thiên địa tứ phương chấn động đến mức ở đây rất nhiều tư không thánh địa cường giả ào ào lùi lại cước bộ đều không thể đứng vững lạc văn trưởng lão hít một hơi lãnh khí dừng lại một chút quát ầm lên kỳ lân thần quốc nay kỳ lân lão tổ lại cùng ở vào hắc ám đại lục kỳ lân thần quốc liên tiếp đến cùng nhau đang mượn dùng thần quốc cường giả lực điều này sao có thể mọi người ào ào phát cuồng đều không thể tin bản thân con mắt tại đây một vùng vũ trụ khác hắc ngọc đại lục trên lại có thể liên lạc với hắc ám đại lục ở trên kỳ lân thần quốc nghĩ như thế nào đều cấp người cảm thấy khó có thể tin đây vượt qua vũ trụ hải liên hệ làm sao có thể cần biết hắc ngọc đại lục cùng hắc ám đại lục cái này căn bản là hai tòa hồn nhiên bất đồng vũ trụ ở vào vũ trụ hải hai cái bất đồng chi địa mạnh như đỉnh phong trí tôn mạnh mẽ như vậy người sợ cũng không cách nào dỗi ra vũ trụ hải hấp thụ bất đồng vũ trụ lực lượng này kỳ lân lão tổ làm thế nào đến chẳng lẽ này kỳ lân lão tổ là siêu thoát cường giả sao Ẩm, ở chân trời tầng tầng lực lượng tầng tầng hàng lâm thần quốc hư ảnh càng ngày càng ngương thật mọi người thậm chí có khả năng thấy vô tận tại trong thần quốc lờ mờ có lần lượt từng bóng người hiện lên đầy trời cường giả giống như tinh huy cao vút thần quốc đang thiêu đốt hiến tế là kỳ lân thần quốc trong vô số cường giả. Lấy lực một người, chịu tải cả tòa thần quốc chi huy, đây mênh mông bực nào kinh người cảnh tượng. Tư không chấn con người co rụt lại, hít một hơi lãnh khí. Là kỳ lân lão tổ thiên phú thần thông, huyết mạch ảnh xả. Kỳ lân nhất tộc chính là trong trời đất này trí cao vô thượng nhất sinh linh chủng tộc. Vũ trụ hải trong đỉnh phong tộc quần, thiên phú thần thông cực đáng sợ. Này kỳ lân lão tổ tuy là chỉ có một chút kỳ lân tạp huyết, đồng thời chân chính kỳ lân chân thú nhưng dù sao coi như là kỳ lân tạp chủng có một chút kỳ lân thần thông chỉ là không nghĩ tới người này lại đem kỳ lân nhất tộc thiên phú thần thông đều cho lĩnh hội bộ phận giờ này khác này tư không chấn cả người rung một cái rốt cuộc minh bạch tại sao kỳ lân lão tổ rõ ràng chỉ là hắn tư không gia tộc bộ hạ nhưng lão tổ lại đối với có chút thích thậm chí đối phương nói lên để cho kỳ lân thái tử ở rể tư không thánh địa lão tổ cũng không có trước tiên cự tuyệt kỳ lân thần thông đây chính là vũ trụ hải trong rất nhiều thế lực đều ngấp nghé thần thông ngẫm lại xem có khả năng tại hắc ngọc đại lục mượn dùng hắc ám đại lục lực lượng đây bực nào hấp dẫn người thiên phú thần thông dĩ nhiên là kỳ lân nhất tộc thiên phú thần thông huyết mạch ảnh xạ quá mạnh mẽ a à, đây chính là bẩm sinh thần thông a à. trong hư không tư không thánh địa vô số cường giả đều liên tục giống to dừng lại một chút không khỏi lộ ra ước ao hào quang bẩm sinh thần thông đây tuyệt không phải hậu thiên tu luyện có thể làm đến hết thầy đều nhìn huyết mạch truyền thừa hừm kỳ lân bẩm sinh thần thông hỗn độn thế giới trong hồng hoang tổ long cũng đều ngẩn ra vội vàng nói tần trần nay kỳ lân lão tổ giết chết sau hắn huyết mạch nhất định phải cho bản tổ một phần đại bổ đây chính là đại bổ a hắn cặp mắt xanh biếc đều nhanh sáng lên giống như thấy một đầu sạch mỹ nữ trần trụi long rất dãi đều nhanh chảy xuống kỳ lân là thiên địa thụy thú thần thông kinh người không ở long tộc phía dưới mà hồng hoang tổ long là vũ trụ khai thiên tích địa lúc sinh ra thái sơ sinh linh bình thường kỳ lân hắn tự nhiên nhìn không thuận mắt nhưng này kỳ lân lão tổ trong cơ thể một chút tạp huyết có thể diễn hóa kỳ lân nhất tộc bẩm sinh thần thông này ngay lập tức sẽ để cho hắn cảm thấy hứng thú tần trần ầm lúc này đối diện kỳ lân lão tổ trên thân khí tức càng ngày càng mạnh lên đến sau cùng một tiếng ầm vang hắn có chút sụp đổ thân thể cùng thần quốc hư ảnh kết hợp với nhau kinh thiên kỳ lân thần quang ngút trời sông thẳng cửu tiêu giống như chư thần hoàng hôn phụ thân Tư không an vân vội vàng truyền âm cho tư không chấn. Giờ này khắc này, kỳ lân lão tổ trên thân khí tức dĩ nhiên em ở đây rất nhiều tư không thánh địa cường giả tất cả đều đánh bay ra ngoài, từng cái sự khó thở, không cách nào tới gần. Mặc dù là lạc văn trưởng lão và cổ hà trưởng lão hai gã trí tôn cũng đều đồng dạng, khí thế bị mạnh mẽ, áp chế. Chỉ có tư không chấn còn bình yên vô sự. Hắn ánh mắt âm tình bất định, do dự một chút, cuối cùng trầm giọng nói. An vân, chuyện này, ta tư không thánh địa không tiện nhúng tay trận chiến này bất luận là kỳ lân lão tổ thắng vẫn là tiểu tử kia thắng chúng ta đều chậm đợi kết quả không tham dự là tư không chấn cuối cùng quyết định tư không an vân thở dài một tiếng bất quá nàng cũng cải biến không được phụ thân quyết định phụ thân năm đó được phái đến ở đây bản thân liền là thánh địa nội bộ thảo luận sau kết luận đã là đối với phụ thân khảo nghiệm càng đối với phụ thân một loại áp chế kỳ lân lão tổ chính là lão tổ bộ hạ nếu như phụ thân đứng ở đối phương mặt đối lập tương lai bị thánh địa người có lòng sử dụng khó tránh khỏi sẽ rơi vào bị động những này tư không an vân đều có thể lý giải nhưng mà phụ thân cử động vẫn để cho nàng thất vọng sư tư không an vân muốn xoay người xuất thủ nhưng mà kỳ lân lão tổ khí tức kinh khủng lại làm cho nàng thân hình rung động không cách nào tiến thêm ha 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 tiểu tử phải kết thúc mặc ngươi có thiên đại thần thông cho bản tổ nhận lấy cái chết ầm kỳ lân lão tổ gầm thét một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét cái thế thần quốc uy năng hướng về phía tần trần trong nháy mắt nổ xuống loảng xoảng phương viên vạn trượng hư không tất cả đều yên diệt thật là thời điểm phải kết thúc tần trần ngẩng đầu ánh mắt băng lãnh ầm trong thân thể hắn đột nhiên thì rung động đi ra vô tận hắc ám khí tức rất nhiều hắc ám khí tức hóa thành tất cả hắc ám cự mãng dung nhập vào trước mặt hắc ám cự thủ trong hắc ám cự thủ diễn hóa rất nhiều hắc ám quy tắc phảng phất khai thiên chi thủ tầng tầng ô minh tiếng giống như quỷ khốc thần hào tại vùng thế giới này ở giữa gào thét thần quốc hàng lâm cái gì chó má thần quốc một đám gà đất chó sành cũng xứng xương là thần quốc nhìn bản thiếu làm sao đánh bạo các ngươi những con kiến hôi này hắc ám cự thủ trên rất nhiều hắc ám pháp tắc hiện lên là tần trần thôn vệ rất nhiều hắc ám cường giả pháp tắc bản nguyên cùng lực lượng trong nháy mắt liền giống như hắc ám thần chủ hàng lâm không thể địch nổi giờ này khắc này không có người có thể hình dung tần trần một kích này tạo thành phá hoại ầm thật lớn hắc ám đại thủ trực tiếp phủ xuống kỳ lân lão tổ thần quốc hàng lâm từng tắc từng tắc bạo tạc hắc ám chi lực bị đánh phải đảo ngược hóa thành một vây quanh hỗn độn trên thân thể lân giáp cuối cùng dưới hóa thành cho tàn Kinh khí cuồn cuộn đi vào hắc ám cự thủ trong tân trần lực lượng còn không có oanh kích đến thân thể hắn khí thế đem hắn thân thể lân giáp cho bốc hơi khỏi thế gian loảng xoảng trên bầu trời thật lớn thần quốc bị thoáng cái đánh bạo tạc vô số người hình hư ảnh ào ào nổ tung lúc này hắc ám đại lục trên kỳ lân thần quốc trong tại kỳ lân hoàng chủ dưới sự hướng dẫn rất nhiều các cường giả tất cả đều kêu thảm một tiếng nhất tề lùi lại trên thân tiên huyết bắn tung tóe bản thân bị trọng thương không gì sánh được thê thảm tân trần lực lượng lại thông qua kỳ lân thần thông huyết mạch ảnh xạ trực tiếp hàng lâm đến trên người bọn họ đây là cái gì lực lượng kinh khủng kỳ lân lão tổ này nhân vật cái thế cuối cùng hiển hiện ra sợ hãi thân thể hắn tại hắc ám chi lực ngược chấn trong, bắt đầu nổ tung, liền trên da phép tắc hoa văn, đều đã sụp đổ, thất khiếu chảy máu, không còn hình dáng, ầm, Kỳ lân thân thể, trực tiếp nổ tung, khắp nơi đều thấy tiên huyết bắn tung tóe, chết đi cho ta, tần trần quyền cuối cùng hàng lâm đến trên người hắn, không nói lời nào có khả năng hình dung một kích này lực lượng, kỳ lân lão tổ cũng không có bất kỳ đòn sát thủ có khả năng ngăn cản tần trần một kích này, phốc một tiếng, kỳ lân lão tổ thân thể trực tiếp bị đánh vỡ ra ngũ tạng khắp nơi vỡ nát trong khoảnh khắc giống như một cái gần chết người vô cùng chật vật chỉ là một quyền tần trần vận chuyển nửa bước đỉnh phong trí tôn hắc ám chi lực đánh ra đầy trời hắc ám pháp tắc công kích liền em không ai bị nổi đã tại sơ kỳ trí tôn cảnh giới chìm nắm không biết bao nhiêu năm tháng kỳ lân lão tổ đại thành một đầu chó chết